Rồi, ok luôn anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với game tổng hợp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game chiến thuật đỉnh nhất hiện nay, đó là Total War Three Kingdoms. Và buổi hôm trước thì tôi có chơi chiến dịch của Tôn Kiên, mãnh hổ của Giang Đông. Bữa đầu thì tôi làm quen với game khá là vất vả anh em ạ, nhưng mà may là có nhiều anh em họ chỉ tôi đó, cho nên là tôi cũng đã bắt đầu chiếm được thành trì đầu tiên và tiêu diệt được một chư hầu, đó là Lưu Biểu. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình thống nhất Trung Quốc của Giang Đông. Ok, chúng ta tiếp tục vào game thôi. Đây, tên thứ 21. Tôi chờ tới tên thứ 21 rồi mà hình như là chưa đâu vào đâu hết. Lấy chí sử lý, công minh rị dâng. Loạn sĩ Đông Phong, jin yi cheng feng bao. Chủ công gần đang vị qi, khai đạo yin lu. Ngày hôm nay thì tôi có cài cái mod của cái mod chân dung của các em nhân vật nữ. Để một lát mình vào xong mình xem như thế nào nha. Quay từ phía con game này lót cực kỳ lâu nha anh em. Tôi không biết là do game hay là nó do cái máy của tôi, mà tôi nghĩ là nó do game anh em ạ. Chứ máy của tôi chạy tài nguyên nó còn thông thả nhiều lắm, chạy có khoảng 40%, hơn 40% tài nguyên thôi. Đây, hôm qua là cái trại này là mình vừa đánh của thằng quân giặc cân vàng. Anh Dương Thuật là anh tính hầm he anh KS cái thành này của tôi, nhưng mà không được, tôi vẫn nhanh hơn. Trường Sa này. Có năng cái thu nhập công nghiệp này. Cấp nhân vật. Địch thù. Bỏ mạng xe trường rồi. Đấy, cái một người mình không có tướng mộc anh em, mà không có con tướng mộc nào hết. Mình cứ chờ các nhân vật mà nổi tiếng nó đầu quân vào mà không thấy. Trong thôi, hôm qua tôi định quất thằng Quách Chỉ nè, quất thằng Quách Chỉ lý thôi, trước có làm dưới trướng của Đổng Trác, bây giờ Đổng Trác bị tiêu diệt rồi, cho nên là nó xin qua bên mình anh em ạ. Mà chỉ số của nó cũng lõm, tính nó cũng lõm, không thích lắm, cho nên mình không có chiêu mộ nó. Dấu bản đồ quyền sở hữu thái độ đây. Đây là vùng đất, tất cả vùng đất của tôi mà hôm trước tôi vừa chiếm được. Đây, của Tôn Kiên đây, màu xám xám này là đất của tôi nè, mà tính ra cũng rộng rộng phết anh em ạ. Ok, qua lượt ha. Nó không có cho mình xem lượt đi của mấy thằng này do mình chưa có mở rộng được cái map. Anh Duyên Thuật anh chạy về. Dương Lỗ rồi họ cân bộ lạc tan kè, bộ lạc tan kè. Nhận được một bộ giáp,
Bộ giáp truyền kỳ ngon. Ở bộ giáp nào đâu? Trừ sở trường mà cộng nghị lực ha. Cộng nghị lực là cộng máu à. Nhân tài đầu quân à. Vẫn chưa có Chu Du anh em ạ. Vẫn chưa có Chu Du anh em kia nói tôi là tầm 2-3 tên nữa có Chu Du mà tôi ngóng tôi đợi hoài không thấy. Một phu nhân lên cấp rồi. Bỏ khó công vụ phản tham. Bỏ khó công vụ trợ công. Tôi nghĩ cái áp giáp vừa rồi cho thằng này định cho thằng này mà này nó có giáp rồi. Còn cái tướng mình là có giáp hết rồi anh em ạ. Tướng mới thì mình chưa có tướng mới. Ok, giờ Tôn Sách tiếp tục chinh phạt qua chinh phạt Bài Dương. Hành quân. Còn Tôn Kiên thì tiếp tục xuống chinh phục Hoàng Tổ. Chạy tới này thôi, chạy tới này để mình lấy được một lượt hồi quân. Lấy được một lượt hồi quân qua địa bàn của nó là hình như là không có hồi quân được. Coi nhân tài đầu quân có thằng nào ngon hay không. Phùng Lễ, Thiệu Dược, Lưu Hòa. Tướng vàng mình cũng chưa có anh em ạ, cũng chưa có thằng nào tướng vàng. Trung Ly Dự. Chúng đi vừa dự chữ chữ vàng nè. 48 tuổi. Cận. Trung Mân. Trung Mân 47 rồi. Có mỗi một mình thằng Lô Túc mình đang thiếu cần một vị trí một thằng làm thái thú ngon để mà gia tăng kinh tế. Thái thú là chỉ có mấy thằng dạng quân sư này là mình nghĩ là thái thú nó ngon. Từ đợi thêm ơi, đợi thêm thằng Chu Du ơi. Có thể tiếp tục qua tên. Không biết bọn ở Trung Nguyên. Bên ta trở thành chư hầu của Đổng Mân. Đéo. Nó thanh toán cho mình 731 vàng. Đừng mơ cưng. Thanh toán cho mình 731 vàng rồi mình làm chư hầu của nó à. Thằng Đổng Mân là thằng sau khi mà Đổng Trác chết. À, anh Hoàng Tổ anh về, Hoàng Tổ anh về anh đếp, anh thấy mình đã hâm he ngay biên giới về anh thủ thành. Thằng Đổng Mân là cái thằng em của thằng Đổng Trác, sau khi mà Đổng Trác nó chết, nó bị âm mưu của Vương Doãn và Điêu Thuyền hại chết, cho nên là sau này anh truyền ngôi vị lại cho thằng Đổng Mân này nè. Hai tên nữa đội của quân của Tôn Sách mới tới được
Hải hùng bà dương. Nào lên cấp vậy, trình phổ lên cấp à. Chống xung kích. Biến dịch hoảng sợ và kinh hoàng hả? Tránh bị phục kích. Quen thuộc đường rừng. Nâng kỹ năng đây, mình nâng kỹ năng đây. Tùy tùng không có ai hết. Thành thì Nam quận không có gì nâng, nâng hết rồi. Giờ thiếu tiền để nâng cấp lên thôi. Khai trận. Chiến cung. Chiến cung. Là như mình phải bao vây một lượt. À, quân nó tới 1k4 lượng anh em ạ. À. Quân nó tới 1k4 lượng. Tiếp tục vây thành. Quân nó 1.400 mà quân mình có 1.000 à. Chắc là qua lượt, qua lượt. Thằng Hà Nghi nó còn tiêu không? Chắc nó lấy lại Nhữ Nam Bình Dư rồi anh em ạ. Thằng Hà Nghi nó quanh lại mà giờ mình thủ không được, mình đang công cái thằng Hoàng Tổ à. Tiêu 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 à. Tôi biết ngay là nó lưu nhanh cái nó sẽ đánh ra mà. Đoạn này có thể căng anh em ạ. Giờ nó có vẻ căng. Thất bại đẫm máu bởi vì quân sư của mình cho rằng trận chiến này chúng ta sẽ thất bại đẫm máu. Chúng ta như Liêu Nguyên chi hỏa, hủy thiên diệt địa, nghiền nát lũ sâu này. đại địa nhụm đỏ máu địch đi à. Này ba anh lão tướng ơi, tôi có tìm hiểu là các vị tướng trong này là dạng như là nếu như không chết vì chiến trận thì cũng có thể vì chết vì tuổi già nha anh em. Đó, cho nên là con game này làm tôi thấy là khá là ok, khá là xác thực cái vấn đề này. Trước anh em bảo tôi là dùng cái này để chống chống xung kích về một phía đúng không? Tôi sẽ chống xung kích phía này. Tôi cho đội cung tôi đứng đây tôi thủ luôn, tôi không có tấn công nó. Đây, quân lính mình đội cung mình sẽ đứng sau cái hàng rào này. Dầu hỏa mình sẽ để chỗ này. Tướng mình đợi đây. Kỵ binh mình để bên này để có thể móc hậu đối phương. Đây. Phòng thủ. Này. Bắn lửa nè. Hai đạo cung lửa anh em ạ, chỉ có hai đạo cung lửa thôi. Rồi. Sát sát không một tí đi. Rồi.
Thằng chào hỏ đứa để gần dưới người ta. Không được, không được, không được, không được. Cái này mình để CC qua này. Ở chỗ này cũng được mà. Chặn một cánh nè. Dầu hỏ mình để CC lên. Ok. Ok, bắt đầu trận chiến. Begin battle. Bấm nhanh luôn cho nó hợp gặp quân luôn. Tôi nói có quân mai phục là nó có quân tiếp viện là quân quân ở trong thành. Quân ở trong thành tụi nó với cả đạo quân đạo quân chính nữa. Thành trình phố của mình còn có 60% máu à. Máu hồi chưa kịp hồi. Còn cái mình mạnh nè, còn cái mình có hai chiêu. Cộng xung kích với lại cộng cộng xung kích với lại cộng tốc độ di chuyển, sát thương xung kích tầm tăng thêm nữa. Game này tại sao à? Anh em có điều kiện thì có thể mua game bản quyền trực tiếp trên Steam. Không thì anh em có thể tìm các bản crack nha. Còn anh em mà tìm không được thì vào trong cái link bio của mình á, vào trong nhóm của mình thì để mình hỗ trợ anh em. Tụi nó lâu vậy ta, đứng đợi mãi. Này, xích qua này xíu. Này, xích lên này. Rồi. Ông thì cái này mình hạt dài ra. Ok, di chuyển đây. Mình không có tầm nhìn anh em ạ, à. Tuyết rơi mình không có tầm nhìn của tụi nó. Cái cà rốt phần mới tải free ở đâu à? Anh em vào hồ sơ của mình, vào link bio của mình, vào trong cái nhóm á, mình có ghim link trong đó anh em ạ, à. Mình có ghim cái link cái cà rốt trong đó nha. Nó lâu quá này mà tôi xả tốc độ nhanh rồi mà vẫn tụi nó vẫn đi chưa tới à. Ok. Bực ơi. Tôi cầm tướng lên đây tôi tìm mà. Dạ kìa. Lâu vậy mấy anh trai. Nó đang tách ra. Quân ở đông hơn quân mình. Quân rất đông. Cận chiến rất đông anh em. Chỉ có hai đạo cung thôi. Còn nhiêu là cận chiến. Chỉ có hai đạo cung thôi. Ở chiếc rất đông. Ba đạo cung. Trận này khó. Trận này khó. Trận này đánh rất là chủ yếu rất vào nhờ vào ba thằng tướng của mình này. Nó cũng có hai con tướng tím, hai con tướng này tướng tím nó solo kinh lắm. Ok, tới nhà này bánh trai. chạy tới nó lạng qua này đó. Lạng đi.
gì vậy mấy cha? Bọn này đánh cũng kỹ phết anh em ạ. Máy đánh mà kỹ phết. À, chị này thích solo à. Chị này thích solo này. Thị này thích solo bài kỹ em à. Chị thích solo bài kỹ em à. Tiếp dâm nó rồi. Nhẹ nhàng chết luôn, không có cho tha giết luôn. Rồi xong, một thằng tướng. Đỡ bớt. À, anh này cũng thích solo à. Anh này cũng thích solo à. Còn cái là nên đánh tướng nè. Nó vào rồi anh em ạ, nó vào rồi. Về đây. Chết rồi. Thằng Trình trình phổ có vẻ không ổn anh em ạ. Ok đâu, móc. Bắn được cung đó. Giết được cung đó. Chết. Đồ kỹ nữa nè. Nó chạc vô là Tung Kiên giết thằng này đây, Tung Kiên giết tướng này đây. Còn cái qua đây đánh lính nè. Chỉ một đội đã quấn đội giáo đó. Dậm cái đây. Tung Kiên giết tướng nó được nè. Giết tướng nó. Đồ kỳ. Chơi luôn sợ gì? Viên tướng nó. Đội kỵ vừa hút con này một cái là đi à. Rồi xong. Sạch sẽ. Mày thách đấu với thằng Trình Phổ, tao hết máu rồi mày thách đấu mày. Nó lựa thằng Trình Phổ mình còn một máu, nó thách đấu mình anh em ạ. Thằng này khôn phết. Bây giờ giúp ông lụm thịt thỏ đông lạnh à. Hôm bữa anh em chỉ tôi lấy thịt thỏ đông lạnh ở cái map tuyết như vậy à.
hôm nay tôi nhớ anh em ạ, tôi nhớ anh em của anh Huy nha. Mình tổn thất 350 nữa, tổn thất tới 800 mấy anh em ạ. Trận sau mình phải còn đánh một trận mình công vào thành nó nữa. Cái này là mình chỉ làm mềm nó thôi, mình chỉ làm mềm nó chứ chưa có lấy được thành. À, thu được thằng ấy nè. À, thằng này à, thằng này là mình bắt được thằng này anh em ạ. Thả thì mình sẽ được 800 tiền, chiêu mộ thì sẽ mất 350 tiền lương của nó, nhưng mà thằng này hơi yếu. Tạ anh Tú. Mà tướng tím mình nhiều, tướng tím mình tới à, tướng tím mình hai thằng hả. Nó thả lấy tiền đi. Chắc là lượt sau thằng Hàng Nghi này sẽ nó công cái thành Bình Dư Nhữ Nam của mình. Nhưng mà mình cũng không có sức chống cự. Thành đó mình không có tướng. Kế thừa thế lực. Đã có chủ mới. Âm An Văn kế thừa Diên Long mà. Thế lực bị tiêu diệt luôn à. Kế thừa cũng bị tiêu diệt nữa thôi chứ. Chiến đấu giảm xuống, quan hệ giảm xuống. Nhân tài đầu quân nè, Lưu Phạm. À, chưa có nhân tài nào ngon hết, nhân tài nào. Mưu trí cộng 15 nè. Được chưa? Mưu trí cộng tới 15 lượng anh em ạ. À. Lễ Dương Nghi Lưu Hòa. Lưu Hòa level 2. Lưu Phạm. Tại việc khó ở đâu? À, việc khó à. Anh em nếu mà dùng game bản quyền Steam á, thì như mình thì mình dùng việc khó, mod việc khó của Nhỏ Nguyên nha anh em. Nhỏ Nguyên, anh em chỉ cần lên ghi việc khó Nhỏ Nguyên trên Kingdom là tôi qua trên bên là ra nha. Còn anh em nếu mà dùng bản crack á, thì anh em tôi nghĩ cái bản rất là nhiều, anh em chỉ cần ghi việc khó rồi anh em cóp vào data là xong. Còn Nhỏ Nguyên thì anh em phải tải trong workshop nha. Trình Bình, Chu Tĩnh Tú, Hán, Thượng Quan Ngọc Văn. Em này cũng chỉ số cũng khá, nhưng mà không phải nhân vật huyền thoại cho nên là mình cũng ít thích lắm. Mà mình cũng đang cần một tướng để mà à, xong rồi này. Độ mệt mỏi trong chiến trường hay mua tin từ vùng đất địch hả? Hiệu quả 10 tên. Ủa tự nhiên nếu mà mình chọn cái này sao nó toàn giảm không, nó không có tăng ta? Kỳ vậy. Đấy là nó phải cho hai bên mình tăng để mình chọn gì, tôi chọn bên này sao? Quân đồn trú tăng cấp, trị an, kinh nghiệm nhân vật. À, ok.
大人有何贵干? Mừng trăm ảnh hưởng giao thương. Hình như thằng lỗ tốt này mình hạt người cái vị à mới được. Thừa tướng người cái vị mới được à. Nói gì cũng được, tạm thời vậy đấy. Đem quân đến Trường Sa. Đâu tôi có cái nhiệm vụ đâu nè. Nhiệm vụ của hai thằng kia đâu? Ủa sao cái nhiệm vụ của hai thằng kia nó không có hiện anh em? Hai thằng này vừa đề lên đó. Thằng này nó vừa đề xuất lên không hiện. Gọi một đạo rỉ tiền ở Trường Sa ra là được à? À, vậy bây giờ tập quân đội. Đạo này cũng mất tiền anh em ạ. Đạo này cũng mất tiền hết nha. Tôi tính là đợi một thằng tướng nào mình gọi ra xong rồi tôi cho nó tới hội quân với thằng Tung Sách luôn. Danh sách nhiệm vụ kìa. Danh sách nhiệm vụ chỉ có hai này mà. Chỉ có hai cái này mà. Cái sẵn sàng là hai cái này nhiệm vụ chính thôi mà. Nè. Không. Bên trên à. Đây là ghi chép à. Đây là ghi chép. Đây là hội nghị triều thần mà nó không có ghi nhiệm vụ. Tôi đang cải cách cái. Thế thì bản mới không hiện rồi. Ờ chắc vậy anh em ạ. À năng cái này rồi tên sau lượt sau thì mình mới có được hầu quân. Giảm phí chiêu mộ. Ồ không có nhiệm vụ gì tôi biết. Tôi phải xem cái nhiệm vụ của nó trước rồi anh em à. Hay đợi quân nghề à. Chứ không có nhiệm vụ tụi nó kêu mình đi đâu mình đâu có biết được. Kỳ ghê. Công bà Dương. Mình có mấy bắn đá là à các tập kích đêm luôn nè. Chà chà chà. Đằng này chứ cũng nhanh thôi. Đi Tung Sách thấy nó ngon anh em ạ. Hôm qua anh em chỉ tôi chạc ra chạc vô chạc ra chạc vô. Này thích chơi Tung Sách phải. Kiếm một thằng tướng tím hoặc là một thằng tướng lục nữa vào cái team của Tung Sách này nè. Bây giờ Chu Du mà ra thì tôi nghĩ là cho Chu Du vào team của Tôn Kiên. Rồi lấy bên Tôn Kiên một thằng tướng tím. Lấy thằng Trình Phổ qua đây. Chu khẩu, đố số vô ý, khai trận. Nếu mà làm thêm đạo nữa thì còn có dư thằng có dư thằng Chu Thái nữa. Có hai mà được cái có tên lửa à
À, mình dùng cái máy bắn đá mình cẩu vô cái tháp. Mình dùng máy bắn đá mình cẩu vô cái tháp. Game này chiêu mộ được lũ bố không? Không rõ nè, mà hình như là được chứ. Để nó cẩu được tới tháp không? À, cậu thái tháp này, ok. Bây giờ cậu bể hai cái tháp này rồi. Mình đem buông song thẳng vô luôn, chứ nó đâu có cung đâu. Hai đội giáo với hai đội kỵ à. Quán gì trật hoài vậy cha? Chờ, à, bắt không trúng cái tháp anh em ạ. Bắt không trúng cái tháp mới đâu. Không xong rồi. Hình như có hai cái máy à. Bắn tỷ lệ trúng nó không có chính xác. Chắc hành quân lên thôi. Cứ cậu hết đá hả? À, dậm cái đùng nè, chết một đống nè. Thần khoai. Mình phải chạy vô trong à. Chờ. Này chơi tôn sách chơi được mấy ngựa không? Chơi được mấy ngựa không? Tới không? À, xung quanh sao rớt ngựa đó. Chết. Ủa, giờ sao lên ngựa anh em? Cái kiểu này hết máu lắm. Lại. Nhận thua là đánh lại đúng không? Cậu đó... Sao nó kêu xác nhận rời khỏi trận chiến ta? Đi đâu lại? Lỗi quá. Hơi lỗi ha, tự nhiên đánh để cho thằng tôn sách nó xuống ngựa tiêu ạ. Vậy là một lát nữa đợi cẩu cho nó banh hai cái tháp thôi. Một mình tôn sách ủi vô trước. Không trúng tháp thì trúng địch.
với lại cái máy bắn đá của tôi hình có hai cái, cái hai cái chi bắn nó cũng đây là trúng cũng hơi hiếm. Cho nó cẩu nhanh, chỉnh nhanh cho nó cẩu nhanh một tí, chỉnh nhanh cho nó cẩu nhanh một tí. Ok ok. Cẩu xong rồi cho cung đứng ngoài rỉa nó. Bởi vì lúc đó tháp nó không có cho nên là tôi sợ là câu không hết bể tháp thôi, chứ còn mà con bể tháp được ngon. Tụi nó có đồ kỳ xịn nè. Kích kỵ bên hiệu úy. Uy lực cận chiến hơi cao hơn mấy này. Uy lực cận chiến 41. Này 45. Hình như cháy rồi nè. Tặng cái tháp bên này nữa, ok. Cháy mà tháp vẫn còn bắn tên ra được à. Hình như còn mấy viên nữa là hết đạn rồi sao ạ? Không trúng tháp cái nào. Rồi hết đạn. Rồi bây giờ chạy lên lấy cái thằng này chạy lên trên này. Rồi 4 lên này luôn. Rồi. Dạ. 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 Đã chưa? Đâu chưa bán chạy? Đâu chưa bán chạy? Tôi không biết cùng nó rỉa tôi có ăn thua không, tháp nó rỉa tôi có ăn thua không cái gì đây. Trong sách à? À. Mấy này cả chưa thể trong sắt nữa à. Ồ, thể trong sắt. À. Không, không được, không được, không được, không được. Thể trong sắt tới đó mình đi mình dậm luôn á. À, trong để chống kỵ binh xung kích vậy là lát nữa trận nào mà mình thủ á, mình đép á thì mình dùng trong sắt đúng không anh em? Rễ cho nó hết đội kích này luôn. Rồi. Đội 4 rút ra không đánh nữa. Giờ bộ binh vô. Bắn đường nào bắn.
Tức là cũng tốn khá này mà. Tốn tốn quân của khá. Nên bị giảm đau mà ý là trong sắt cái gì nè đúng không? Xong trong sắt thì tụi kỵ binh nó sẽ đi từ từ vào nó giảm đau đúng không? Sóng xung kích. Có trong sắt hồi nào mà tôi không biết luôn nè, không biết. Lấy được một cái mỏ gì của bà Dương rồi, mất 80 lỗ. Thứ thành sân sản, xin thu xa là. Xí xin chế yu, đại sử. Nó này mã công nghiệp. Mã công nghiệp mà anh em nói vậy. Quảng xương. Đây. Bởi mình công thẳng với bà Dương bên này. À, địa bàn của thằng Nghiêm Bạch Hổ anh em ạ. Nghiêm Bạch Hổ là thằng cướp đúng không? Kỵ này có hai đam, một là đam cận chiến, hai là đam xung kích. Nó che vào y như tôn sách, đúng rồi, tôi cũng hiểu cái đó rồi. Nó chạc vào là đam của xung kích, dạng là đam lao vào đúng không anh em? Đam lao vào. Còn đam cận chiến là đứng một chỗ xoay xoay chọt. Tôi cũng hiểu cái đó. Có ấy chưa? Có xe chưa? Ok. Trận này lưu nhanh một cái. Quân ông Trình Phổ hết máu. Sao mình thấy kỵ của mình toàn là kỵ binh nông dân không? Hay là kỵ gì đó nhìn nó phèn lắm. Dạng thí dụ bây giờ mấy cái kỵ binh như là kỵ binh Tây Lương là mình phải chọn các nước Tây Lương nữa có kỵ binh Tây Lương hả anh em? Hay là mình đủ mình nâng cấp tới cái mốc nào đó thì nó mới cho mình mua được những cái loại kỵ xịn, kỵ binh Tây Lương đồ. Là anh Tú chứ còn một mình à. Chúng ta từng là bạn hữu mà bây giờ lại là địch nhân à. Từng là bạn hữu à. Bữa nào rồi anh Tú, ông cho em lại. Chắc là phải đợi tôi chơi hết xong một chiến dịch anh em ạ. Đợi tôi rành tất cả các thứ đã. Chứ hiện tại thì cũng chưa có rành lắm anh em ạ. Còn đang vẫn còn nhiều thứ để không biết lắm. Tháp nhiều vậy. Không phải thành lớn này tháp nhiều thật. Thằng này đánh không được à. Vậy tôi lót lại tôi dùng auto anh em ạ. Lót lại tôi dùng auto bởi vì auto cái thằng quân sư nó nói tôi là thắng được nhưng mà thương vong tầm trung bình. Để tôi thử. Trình Phổ thì tôi sẽ không cho đi nữa. Bởi vì Trình Phổ tôi sẽ đứng búp đi theo búp cung. Đi theo búp giáp. Đi theo búp giáp cung. Ngựa thì không cho không nên ấy, nên ngựa nó dùng cục lại ủi cho nó mới thấm. Đưa cái xe cho cái đội này gần hết máu à. Ổn vậy trời.
Thì không công được, tôi biết mà, kỳ kỳ một lát nữa chờ phá cổng vào, đúng rồi anh em. Dạ dạ. Cái này chạy tới nó hết máu thuốc rồi. Đục thành á. Lên một xem một xíu nữa là bắn được. Lên thêm một xíu nữa là bắn được. Ở đây một lát có gì mình búp ấy. Địa quân 城门已破, 杀上去! Bể thành rồi anh em ạ, bể thành rồi. Leo thành được đúng không? Leo thành được. Leo thành được. Leo thành được. Leo thành được. Lên thành được. Lên thành được. Đánh mạnh vào trong luôn. Đánh mạnh vào trong luôn. Đánh mạnh vào trong luôn. Vô đây, 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 vô đây. Vô hết máu luôn. Con trai tụi nó chạy. Đánh à, đánh cái này được không? Cái này đi thẳng vô trong. Rồi tụi nó chạy hết rồi. Vào trong, vào trong. Cũng vào trong đi. Cái hàng rào đánh được không ạ? À gần 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 gần. Gần sập rồi. À mới cái mười mấy phần trăm mà gần vậy. Hàng rào này kiên cố vậy. Kiên cố lắm. Chạy đường kia đây. À đổ cổng thì cho tướng vào đánh thôi à. Tôi sợ tướng tôi vào kẹt, bị kẹt mấy thằng lính kích của tụi nó chơi không lại á. Tôi sợ vậy. Phá hoại, tiêu diệt. 61 không? 64, 64. Dứt nó. Dứt nó. Dứt nó. Dứt nó, dứt nó. Còn thằng này nữa, còn đội này nữa. Cúi nó. Chạm một cái phun lửa. Phạt chết, thắng chưa? À mình đứng chỗ này hết một lát mới thắng. Ok. À còn chưa thắng còn đánh xong thằng này nữa. Lì nè, lì nè, lì nè, lì nè.
Lì nè, lì nè. Chiến thắng. Tính ra hồi nãy nếu mà mình để auto thì nó mất nhiều hơn á. Nhưng mà mình đánh thì nó ít hơn nè. Chắc là bữa nay tôi đánh hay hơn thằng auto à. Chơi trò này sau suy nghĩ nhức đầu quá trời à. Bình thường đó anh em có gì à? Có gì mà phải suy nghĩ nhức đầu vậy? Để tôi chơi tới đó tôi thử suy nghĩ nhức đầu quá trời không nha. À thú anh em này kêu tôi à, trước đây là bạn bè bây giờ là địch nhân. Lát này được 800. 800 thì dùng 800 mình có thể Thôi. Còn cái này nữa. Còn cái gian hệ nữa. Còn giá gian hệ nữa. Nông nghiệp và công nghiệp. Này cũng có làm công nghiệp à, không có kia. Cái này là gì? Công nghiệp à. Trị an trừ 4 cái này thu thuế à. Mà trị an của cái thành này đang là bao nhiêu? Trị an của cái thành này gian hạ tay lương trị an à đang không cũng được. Không cũng được. Trừ 100 tham nhũng. 300. Chắc là trừ tham nhũng ấy, mình đăng cái này ấy. Cái này là nếu mà mình chưa lấy được cái thành chính của nó thì mình có nên nâng mấy cái mỏ không em? Đây thứ mình nói quay ra đánh những nam tôi biết rồi em ạ. À. Tôi biết rồi, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi, nó đứng đây rồi, nó đứng đây tên sau đánh tôi là tôi không qua thủ được, tôi biết, tôi bỏ luôn, tôi bỏ cái này luôn. Tôi bỏ cái này luôn. Lần này cũng chiếm cứ năng hơn ok. Chà lần 3k7 lần anh em ạ. À. Đắt lắm. Gian hệ là nâng cái gian hệ một cái nữa là sạch. Sạch tốt rồi. Tôi chiêu mộ bên này có kích à, có một đạo kích này hả, có một đạo kích này nè, là một đạo kích nữa cho nó đẹp. Gian hạ thì à, nâng cái này 2k7 nữa rồi hết tiền luôn, ok, sạch bắt luôn, sạch sẽ luôn, vẫn còn một vị trí thái thú mà thằng này không làm được thái thú. Thái thú được nè.
Không được, không bổ nhiệm được. Còn một vị trí thái thú bỏ không, hôm nay không không có phát huy được cái gì hết. Chờ tuyển thêm tướng. Được định nhanh có gì không? Hòa bình. Ồ, có cái giao thương nè. Giao thương với anh lưu súng à. Trời ơi. Số lượng điều kiện bên mình còn nhiêu 4. Yêu cầu góp tiền. Ồ, chắc không cấp được nữa. Ồ, chắc không cấp được. Giao thương thôi, giao thương thôi. Có Tào Tháo xuất hiện ở trên bản đồ của tôi rồi anh em ạ. Tôi thấy thằng Tào Tháo xuất hiện rồi. Rồi tuyển thêm tướng bước cho nó một cái item củi. À đâu có, cái đó là mình dư mà. Mình dư mà, đâu phải là mình thiếu đâu nè. Mình dạng hiệp định là mình trên cơ. Mình trên cơ là mình lấy tiền đó thôi. Ok, một tên tôi bữa nay có 2k6 tiền à. Kinh tế có phải ổn ổn không? Qua tên. Một tên 2k6 tiền rồi. Đây hàng nghi đánh nè. Thôi em thua, em chống không nổi. Tự động chiến đấu thôi. Tu nhanh nó cầm một ca mấy quân. Chết sạch luôn. Em trả lại cái đó cho anh đó. Để thằng Duyên Thuật nó xuống nó đánh anh là máu không à. Tôi biết ngay Duyên Thuật nó chạy xuống nó đánh nữa mà. Hồi nãy mình dở ghê. Hồi nãy mình lấy cái đất này mình bán cho thằng Duyên Thuật là được được không? Cho tướng đeo luôn, tướng đeo hết đồ ở đây mà, đồ mới thì còn nhưng mà tướng thì đeo hết rồi, chưa có tướng mới. Hồi nãy tôi lấy cái đất của cái thằng này tôi bán cho thằng Duyên Thuật luôn. Mặc dù tôi biết là đường nào cũng bị mất nên tôi bán cho nó luôn, ok đúng không nè? Bán được mà qua tên rồi đúng không? Thất bại trở về. Thất bại không thể thay thứ. Trong mưu lược của ta không chấp nhận thất bại. Để ta mưu tú lại suy nghĩ. Chỉ nhiếp. Mà nó có đồ, có item nhiều lắm mà. Mà tôi không có tướng. Lót lại được à. Thôi nè ạ. Cái này thì cũng không quan trọng lắm cho nên là giờ luôn khỏi lót. Anh em nhập Huy online à? Bây giờ thì chắc chắn là Dương Thuật nó đánh rồi, mình đánh không kịp rồi, cho quận Dữ Nam cho nó luôn. Bởi vì là quận Dữ Nam cũng gần Trung Nguyên. Bây giờ tôi lấy cái này tôi đụng tôi ấy với Tào Tháo nè. Anh em có nghĩ tôi là bây giờ nên hỏi với thằng Tào Tháo không? Thằng Tào Tháo đối với tôi là giờ hiện tại là đang thái độ chỉ có âm năm thôi. Giờ chạy tới đây một tên nữa. Chạy tới đây một tên. Ê, quốc luôn được không? Tới không? Thôi để tên sau ơi. Để tên sau quốc ơi. Cứ chơi thần với nó về sau. Đồng minh à. Chơi thần nó coi thử anh à. Anh Tào Tháo có không xâm phạm lẫn nhau lưu sủng.
coi thử không xâm phạm danh Tào Tháo, ảnh lấy điều kiện thương lượng là 2.9 hả? Đan yuan ni wo neng da cheng yi zhi. À, 2.9 này là vật phẩm mà. Coi thử anh chơi không? Ồ, cái này mà 2.1 mà. À, chết xem Tào Tháo có hay chiến với Hòa Bình với ai không chỗ này hôm nay à. Đối tác thông thương 1, bây giờ là nó còn đang thiếu một slot thông thương nè. Mà mình là 2/2 rồi. Chắc là mình lấy thêm một slot thông thương nữa. Nó đang chiến tranh với lại Hoàng Cân, Đế Quốc, Đổng Mân, Diên Thiệu. Thằng Di Tụ kia là ở phía Bắc không anh em ạ. Bây giờ thì nếu như mình thân với Tào Tháo thì phía này mình không sợ luôn. Mình sẽ đánh xuống phía này. Để Tào Tháo quấn về phía Bắc. Phía này mình có thằng Tào Tháo với lại thằng Diên Thuật. Diên Thuật có một tí, có một xíu à. Thảm ghê. Mà cũng được. Anh ơi cho em hỏi phần Kerod đánh với thần là phần nào vậy? Phần anh Kim Trung đâu của phần đó của mình là anh em phải tải full, nói chung là trong phần đó full DLC anh em vào download content ở trong game á. Download content ở trong game, không thể anh em vào trang YouTube của tôi, phần của tôi xem tới cái phần thần á, xem tôi biết anh em ạ. Download content thì nó sẽ chọn cho anh em chơi các bản DLC nha, mới nha. Một cái này từ không xâm phạm lẫn nhau hay là hòa bình, mình có chiến tranh đâu mà hòa bình đúng không, không xâm phạm lẫn nhau với Tào Tháo này. Đan yuan ni wo neng kai cheng bu gong, đưa cho nó cái này, bởi vì cái này mình nghĩ là từ sở trường mà cộng nghị lực hả. Đẹp ngon. Cái này nè, hộ giáp năm mấy. Cái này ngon, cái này là giáp, giáp cộng nhiều lắm. Trừ 5 sở trường cộng 10 lực. Cái này là giáp còn ít nè, cái này không biết bao nhiêu. Còn 0.8 nữa à. 0.8 mình còn tiền, không cho nó thêm chút tiền đây. À, nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều lắm, lấy vật phẩm thôi. Lấy cái quy quyền nè. Quy quyền còn dư là 2. Bò cho mày luôn. Bò cho mày luôn. Là mình sẽ yên tâm về phía này. Một lát nữa mình đánh cái này thì mình sẽ yên tâm về phía bên này. Ok, có vẻ ok anh em ạ. Có thành trì còn cái nào để cần phải nâng cấp đây? Trường Sa. Trường Sa bây giờ để coi nâng cấp cái gì đây, xưởng thủ công à. Trường Sa nó phải, ở Trường Sa là thương nghiệp mà. Cái này là sức chứa thương nghiệp. Để nâng cấp cái nào mà tăng thương nghiệp á. Thương nghiệp và công nghiệp nè. Thương nghiệp và công nghiệp, tôi nghĩ cái này đúng không? Kinh nghiệm nhân vật, thương nghiệp và giao thương cũng ngon. Thương nghiệp và giao thương cũng ngon. Cũng nha, 10% thu nhập từ các nguồn cũng ngon. Thương nghiệp và giao thương đi. À, thương nghiệp và giao thương đâu. Chợ nè, chợ. Lữ quán với chợ. Ok, chợ. Chợ chợ. Mình thấy cái chợ mình đang cần.
Tôi còn tiền, không biết bây giờ tôi xài cái gì cho nó hết đây. Mua cho thằng này thêm một cái máy bắn đá nữa ấy. Bởi vì tôi thấy một máy bắn, hai máy bắn công thành cho nó ngon. Về sau cần lắm. À, lương thực, lương thực về sau cần lắm à. Nhưng mà tôi chưa không thấy cái quận nào mà cho tôi nhiều lương thực hết em ạ. 600.000 mình đang giàu. Chơi. Đánh qua này trước, ổn định chỗ này rồi mình mới quấn qua thằng Nghiêm Bạch Hổ, thằng này Nghiêm Bạch Hổ đúng không? Nghiêm Bạch Hổ tôi không biết lực lượng nó như thế nào. Tạm thời quấn qua này. Ok, vậy tình hình như vậy được rồi. Tên này là như đó được rồi. nó muốn tuyên chiến với mình à. Tao chưa đánh mày, mày tuyên chiến với tao cũng được, cũng khá. Anh Nghiêm Bạch Hổ này có vẻ là mạnh mẽ lắm anh em ạ. À, tuyên chiến thẳng thừng với mình luôn. Hôn nhân à. Đề nghị thông nhân, nhân vật bên ta sẽ gia nhập thế lực của họ. Đéo. Đưa cho mình 3.700 tiền dụ mình. Sinh sản, giải hội. À, đánh Nghiêm Bạch Hổ kiếm Thái Sử Tư, có thể ổng đang đá. Ok, anh em nó cũng thuận đường tôi mà. Thuận đường, nhưng mà để mà cái đội, cái nhánh quân của Tôn Sách đánh được thằng Bạch Hổ, Nghiêm Bạch Hổ thì tôi nghĩ cần phải thêm một tướng nữa. Thêm một tướng nữa chứ tướng của tôi ở đội Tôn Sách chỉ có hai à. Ok, anh Nghiêm Bạch Hổ nhìn vẻ bậm trợn lắm. Mà đang tuyên chiến với đồng mân, nhân vật chiêu mộ được ai nè? Cam Ninh anh em ạ. Nó cho tôi cái này cũng ngon nè. Cái này cho mấy ngũ sư phạm vi di chuyển cánh quân của tướng à. Cam Ninh lại tiếp tục là tướng đỏ. 20 tuổi còn trẻ lắm. Tướng đỏ anh em ạ. Tướng đỏ thì làm ấy không được, làm thái thú không được rồi. Thái thú không được. Mốt Tôn Thượng Hương lớn. Anh chàng kết hợp với mấy vị tướng xịn xịn là nó về mình luôn. Ở Nghiêm Bạch Hổ với Thái Sử Tử thì ngon vì tụi nó có skill bắn cung lan à. Cam Ninh bắn cung cũng đâu à? À, bắn cung là skill cái gì, cái kỹ năng của từng nhân vật riêng cái gì. À, anh Diên Thuật đem quân xuống đánh thằng Hà Nghi mà bị nó đánh thất bại, xách dép chạy nè anh em ạ. Tội anh Diên Thuật ghê. Anh Diên Thuật bây giờ còn có một lõm mà còn đúng cái thành này à. Tội thật anh em ạ. À, thảm quá. Nâng cấp cái này 300+ tiền trời. Cái phải đó là không có tiền nâng cấp mấy kia đến cái thành này luôn á. Căng. Đã chỉ tinh thần lại. Ok, đánh dạng này mình phải đánh tay. Auto là mình sẽ mất nhiều lắm. Mình có hai đạo máy bắn đá mà. Chu Du giờ có khi qua VN rồi. Dương Thuật ăn hại à. Dương Thuật tính ra mình chỉ
không xâm phạm đi nó thôi, chứ thực ra mình cũng đâu có liên minh gì với nó đâu, nên em kệ nó. Mà mình cũng muốn cho nó thế lực nó mạnh mạnh một xíu để mà nó che cho mình cánh phía trên, mình tập trung mình đánh xuống phía nam. Chết kỹ phần chiêu mộ xem có tướng nào ngon xuất hiện chưa. À, ok, xong trận này tôi chết phần chiêu mộ nha. Cầm vũ khí lên, đại chiến sắp đến. Ok, em đang cầm chuột rồi. À, trận này dễ, đơn giản, quá đơn giản nè. Ôi, cái này nó bắn tới đâu? À, tới đó hả? Quá đơn giản. Ok chưa? Này đứng sau này chơi thôi, cho tướng này thì cẩu vào, bật nhanh cho nó, cẩu cho nhanh. Tôi cẩu hết đá xong rồi tôi mới cho quân vào. Game gì thế bạn? Game này là tên game mình có ghi ở dưới cái cam của mình anh em ạ. À, đâu chưa? Tôi để hôm sau tôi thêm tu chỉnh cái mod camera của tôi, đường xa nó không cho tôi zoom tới. À, đường xa nó không cho tôi zoom tới nè. À, xong rồi, bộ binh lên đây, cung tên dàn trận ở đây. À, tôi bắn tên vô trước rồi. À, rồi tôi mới cho kỵ binh vào quét anh em ạ. Cậu lính đi. À, hai thằng kia tôi để nó random, cẩu thì tôi nghĩ nó cẩu lính cho anh em đúng không? Đó, cung lửa bắn vô nữa thì mấy chú mà sao mà đỡ được. Bắn vô cung bắn chưa tới trời. Chơi kỵ binh thì bắt đầu là trung kỵ chứ khinh kỵ rất yếu. À, mấy cái này thì tôi chưa biết, lúc nào tôi chơi thì tôi chưa biết cái nào mạnh cái nào yếu anh em ạ. À, cho nên là nếu như anh em chỉ tôi thì đỡ mất công tôi phải tìm hiểu, chứ còn nếu mà tôi chơi không thì phải qua một hai lần thì tôi mới biết được là đội kỵ nào mạnh, đội kỵ nào yếu. À, nó đứng cho mình cẩu cung rồi. Sách quân sách dép chạy. À, rồi không sách đâu. À, từ ai. Hút nó một cái. Rồi hút bên sau luôn. Hút bên sau luôn. Hút nó một cái. Giành hết. Hút nó một cái.
Rồi, xong. Không phải nói nhiều, không phải nói nhiều. Ủi nó nè. Ủi nó một cái cho nó chết đi. Dí luôn. Ê. Ê, thôi. Tháp bên kia nó bắn à. Tính ra còn mất quân phết anh em ạ. Tên game mình có ghi ở dưới cái can của mình anh em ạ. Đeo thay kỳ là được rồi. Để ý cung mình bắn kỳ cũng chết nha. À, thì mình cũng để ý vậy anh em ạ. Chơi trung kỳ à. Để tôi coi thử trung kỳ là đội nào mà khinh kỳ là đội nào. À, chết có 17 à anh em ạ. À. Chết có 17 à. Tụi nó tử trận sạch luôn kìa. Trung kỵ tướng vàng mới có à. Trung kỵ tướng vàng mới có à. Tụi nó chết à, tới 872 lần anh em ạ. À. Chết sạch luôn. Đây vô tôi coi các nhân tài cùng lễ lưu hòa đồ là các nhân Tiên Vu Ngân Lý Khâm. Tôi thấy Tiên Vu Ngân này cũng được. Nghị lực thì cũng tầm cũng ổn. 9 mấy đúng không? 95 thì cũng ổn rồi. Dương Tùng chắc tôi nghĩ tôi tuyển thì Tiên Vu Ngân này anh em ạ. Chắc tôi tuyển thì Tiên Vu Ngân này. À, cái nhiệm vụ hồi nãy anh em kêu là một đạo quân ra ngay từ Trường Sa đúng không? Chắc là tôi tuyển thì Tiên Vu Ngân từ Trường Sa này. Tôi chạy tới này hợp quân với thằng Tôn Sách luôn. Là ok. Cái nhiệm vụ nó không báo với tôi là phải làm gì. Bọn này kỳ thật. Triệu tập quân đội nè. Còn Chu Thái Kem Ninh tướng đỏ hay tướng đỏ. Bây giờ một đội tôi chơi hai tướng đỏ được anh em. Thằng này có sẵn cái rượu ngon lắm anh em ạ. À, anh em thấy không? Cái rượu vàng. Ngon ngon á. Bỏ ra một ca mấy rồi tính ra cũng được. Lấy cái rượu nó, lấy cái rượu không là mình cũng lời mà. Thành hay là mỏ hả? Tôi tiễn ra rồi anh em ạ. Tôi tiễn ra mẹ. Thành hay là mỏ thì tôi cũng chưa không biết nhưng mà tôi tiễn rồi. Trung giáp, khinh giáp. À anh em kêu mấy thằng trung này vậy? Thì tôi chơi hai đạo thằng trung này. Ok. Ok. Cảm ơn lên cấp à, đứng không cũng lên cấp à. Kèm nên có cái cung gì nè, cung tăng mưu trí à, nên cầm cung mà. Nhân trời này, ủa lên 2 cấp.
bỏ khó, công cụ chi mộ, tên sát thương cận chiến cho sư kỵ binh xung quanh. Thì đi bái sinh rị dâng, sân vấy khớ xỉ. Tôi thấy tăng nhánh trên là ngon. Tạo trung đội tung sách luôn cho lý do cái nhiệm vụ tôi là phải tạo một đội ở Trường Sa sao anh em, mà hồi nãy có anh em cái nhiệm vụ kia tạo ở Trường Sa. Cho nên là hình như là tôi phải tạo Trường Sa rồi tôi chạy tới. Lấy thương vệ binh, kháng tên, kháng kỵ. À, thằng này nó lên một phát một đống luôn nè anh em ạ. Có lục chiêu này luôn, nó cho mình nâng chiêu luôn nè. Đi nếu mà đi nhánh trên uy quyền, tốc độ chạy trên chiến trường, à, tốc độ chạy đây, tốc độ chạy tướng đỏ mình nghĩ tốc độ chạy ok ạ. Chà lên một khúc, bỏ hộ khiếu đuôi. Hổ khiếu đuôi tôi ấy rồi anh em ạ, à. Tôi xác nhận à. Hổ khiếu đuôi anh em nói là cái nào đó. Cái này ngon mà, cái này trừ sĩ khí ngon mà. À, lấy skill cuối này luôn à. À, phải đợi 3 cấp nữa, chắc hơi lâu chứ không lấy được anh em ạ. À. Tôi xác nhận à. Giờ Trường Sa thì nâng thương nghiệp lên. Ok nè, hết tiền rồi. Thằng này thí dụ làm mà thằng này không làm được ấy luôn. Nếu mà mỏ thì chạy ra mỏ hả? Bây giờ tôi qua tên nha, tôi qua tên tôi thử nó có cho tôi hoàn thành nhiệm vụ không. À đây, quên quên, đánh anh này để lấy luôn cái gian hạ đã. Tập kích đêm. Bên này không có mấy miếng đá hả? Bắt đầu đợt chiến ơi. Sao bên này bên tướng bên nước này mình thấy toàn là tướng đỏ không anh em ạ? À? Đông sách nè, Chu Thái, Cam Ninh là đỏ, ba thằng đỏ. Cứ thương vong thấp là auto tự động mà tôi sợ mất tướng, mất máu tướng anh em ạ. À. Tôi sợ vậy thôi. Tôi sợ mất máu tướng ở những trận sau khó đánh. Bởi vì ba thằng tướng của tôi, thằng Trình Phổ hồi nãy giờ là hồi máu chưa xong nè. Phủ binh đoàn này là phủ bộ binh Dung Cố. Đây tôi có một đội kích rồi, tôi có một đội kích để về để mà tôi thủ bên mấy bên này. Hai. À, mấy ảnh tới anh em ạ. À. Mấy ảnh chạy tới mình. Bật nhanh một tí nha, bật nhanh một tí. Nhanh một tí cho nó di chuyển nhanh tới rồi mình bấm lại. À, cỏ xanh mừng mướn. Trình Phổ yếu máu không chơi mày. Mày chơi Tôn Kiên nè.
có nhân vật nào muốn vô đấu à? À muốn vô đấu mà tụi mày lựa. Thấy chưa? Bộ này rú hơn trình phổ không à? Mày rủ trình phố không à? Tụi mày rủ trình phố không à? Tụi mày rủ trình phố không à? Một quân cang hoàng tháo thoát, một quân ngô phu. Tụi bay luôn cho tụi sợ gì? gan thắng lợi tuyệt đối. Mình nghĩ chắc mình chết cũng vài thằng à, không chết nhiều đâu. Bên tướng bên này còn lúc đầu sao nó không cho mình bốn vị tướng họ của Tôn Kiên hồi trước nữa là Hòn Cái, Trình Phổ, Tổ Mậu, Hàng Đương, là bốn vị mà lão tướng đi lúc chinh chiến cùng với Mạnh Hổ, Tôn Kiên từ giai đoạn đầu mà cho mình Hòn Cái với Trình Phổ mà có Tổ Mậu, Hàng Đương. Em này 42 tuổi già rồi. Ê, không chơi thả. 42 tuổi đây, hoàn thành nhiệm vụ. Hồn tổ bị tiêu diệt luôn. Tiêu diệt Lưu Do là đâu? Cho xe vậy. Cha ở bên Túc miền Bắc phía sau Dầu Tháo ạ. À. Nhiệm vụ em nhiệm vụ hơi khó làm ạ. À, thí dụ tiêu diệt Lưu Do. Nhưng mà thằng Lưu Do nó bị mấy thằng kia tiêu diệt là mình có hoàn thành nhiệm vụ anh em, hay là mình bị fail? Đột được Giang Hà quần rồi nè. Dám không? Đổi lính hết rồi, đổi lính hết là giờ mình đổi đổi chiêu mộ. Đổi lính đâu? À này, chuyển đổi bên lính đó. Nghĩa Dũng kiếm kỵ binh. Đâu cái nào là khinh kỵ với cái nào là trung kỵ đâu. Tôi đâu có thấy cái nào là khinh kỵ, cái nào là trung kỵ đâu anh em. Anh em nói là trung kỵ là ngựa vàng này. Này là khinh giáp mà. Này là trung giáp nè. Này khinh giáp, này là trung giáp nè anh em ạ. À. Này là trung kỵ nè. Mấy con rìu của Tôn Kiên xịn đó, đổi mấy con khác thôi. Đây là trung giáp phủ. Khinh giáp có hai Tôn Kiên có hai con này rìu dọ liều lõm nè. Mà nó lên level 8, level 10 rồi anh em ạ. À. Level cao rồi, đổi uổng lắm. Giờ lấy thêm một đội trung kỵ nè, đội này trung giáp nè. Đổi luôn trung giáp kỵ. Mình còn hai slot mình chưa full mà, cần chưa đổi nè em, chưa full mà. Bây giờ nha, bây giờ
Mình chơi 4 đội cung, xác định chơi 4 đội cung thì làm thêm 2 đạo kỵ của thằng Hồng Cái nữa. Hồng Cái chơi full 6, 6 đạo kỵ. Còn không có tiền đỏ anh em ạ. À. Tiền hết rồi. Không có tiền đỏ. À, chắc là đổi sau nhé, đổi sau. Đổi thì đổi bên bên thằng ấy này. Bên thằng Tôn Sách trước này anh em ạ. Bởi vì là Tôn Sách level nó yếu. Để bên Tôn Sách level yếu. Từ từ đợi thêm một hai tên nữa. Có tiền à. Tính sau bây giờ tôi nâng cấp một cái thành là nó tốn kém lắm. Hồi nãy hình như không phải cái nhiệm vụ ấy rồi. Không phải nhiệm vụ từ làm từ cái thành này đi ra rồi anh em ạ, không phải rồi. Bây giờ chạy qua bên hội họp với quân Tôn Sách nữa tốn thời gian. Mà thôi lỡ à. Bây giờ thành này là mình ok rồi nè. Giang Hạ là ok rồi. Bây giờ cứ đánh qua thằng Hàng Nghi luôn anh em. Lưu Sủng trên này, Lưu Sủng thì mình cũng khá là thân thiết chứ không phải là cái độ rồi. Đánh Hàng Nghi thôi. Giờ xuống ở dưới xem có hoàn thành nhiệm vụ không hả? Đấy là chạy quân xuống đúng không? Ok, xíu nữa chạy quân xuống này. Chơi hàng nghi luôn anh em à, chơi hàng nghi luôn, không sợ đó. Có gì phải sợ hết. Là mình sẽ chiếm từ cái khu này. Mà đẩy từ khu này mình bao xuống dưới phần phía dưới luôn. Phía dưới là Nam Mang đúng không? Bọn Nam Mang phía dưới đúng không? Phía Nam. Game gì vậy? Tên game mình có ghi dưới cái cam của mình nha anh em. Đánh luôn phía trên giáp Tào Tháo mà sợ. Dạng là đánh lên phía trên thì mình chỉ lo chiến trận không, còn kinh tế thì mình không có anh em ạ. À. Bởi vì phía dưới nè, mình thấy phía dưới kinh tế nó còn rộng, nó bao la lắm. Thì mình lấy nguồn cung cấp ở phía dưới, mình đánh lên phía trên là ok. Lưu Đại Lưu Do, Lưu Đại Lưu Do, Lưu Ngu. Có Lưu Ngu nữa. Bộ lạc Tan Ca. Con game này tôi thấy chơi nó mau hết thời gian lắm nha anh em. Tôi mới đánh có mấy trận rồi, nãy giờ gần 2 tiếng rồi ạ. Hàng khắp thế gian, có tỷ lệ nhận được hậu cần. Ủa? Hàng khắp thế gian, hậu cận, tôn kiên thế lực. Giao thương mang lại nhiều của cải cho nhiều dân Đông Ngô, để tỏ lòng biết ơn các dân Đông Ngô đem lại lễ vật. Tặng lễ vật nữa. Chén sứ rồi ngon lắm này anh em ạ. Cái gì đây, cái gì đây? Sở trường cho phép mình sử dụng trận này là chống 900% chống xung kích và tỷ lệ đỡ đòn xạ kích. À, bên lấy cái này cho thằng tướng để nó thực hiện cái trận này đúng không? Chống xung kích tức là không sợ kỵ mà đỡ đòn được xạ kích 35%. Ngon nè. Cái này mình cho thằng nào bộ binh nhiều ấy, đi công thành cũng ngon. Đứng ra đỡ khiêng. Chống cả xung kích nữa. Chắc là Tôn Kiên đang Tôn Kiên đang sở hữu. Tôn Kiên bộ binh nhiều mà đang sở hữu cái ngọc tỷ rồi.
Hay là cầm gọi là ngục tỷ qua cho tung sách ta. Mà cho thằng này cũng được. Cho thằng này cũng được. Cho thằng này cũng được. Cái này vũ khí hơi lõm mà. À, ngay chuẩn bị đánh tiếp rồi phục kích nó luôn à. Ồ, Hà Kiên nó đi tới đâu ạ? À? Nó đi tới đâu ạ? À? Chờ thằng tướng xanh nó mới khiêng cái đồ đỏ lên khiêng rồi. Tôi thấy lính khiêng nó có... À... Cho thằng này à. Cho thằng này à. Giờ tháo đồ của thằng ấy ra thì có mặc lại được liền không? Phổ nha. Phổ đưa ra. Gỡ ra. Hình như không mặc được liền phải tốn một tên à. Phải tốn một tuần rồi. Rồi, ok. Này chạy xuống dưới này coi có hoàn thành nhiệm vụ không? Chà, đi xa lắm. Nâng vô hòn cái nè. Cái nâng lại nhánh phía trên đi. Chữ lấy xung kích đi. Tầm nhìn. Không được, không ngon. Này, cái này đây. Có nhân vật nào ngon xịn xịn đầu quân không? Tư Mã Phòng 46 tuổi. Hề Đình Thượng 28 tuổi. Giả Quỳ. Không có tướng huyền thoại anh em ạ. Năm buồn là ở đây hả? Năm buồn Giang Lăng lên thành thì 3k. Nó cóc Tương Dương ơi. Nó đang hồi quân trên đầu à. À, nói dám à. Vậy là mình tới tới này mình tới ngay ngã ba này mình ấy hay sao, mình phục kích hay sao đây đúng không, phục kích à, này à, hay là xích lên xíu nữa. Hay đánh luôn. Xích lên một chút nữa nè. À, phục kích nè. Ok. Ok chưa? Game gì? Tên game mình có ghi ở dưới cái cam của mình đó, anh em ạ. À. Cái cốc này sở trường mà như cái cốc. Anh này cũng có ngon hết rồi. Đang dư vật phẩm nhiều. Ờ, thùng sách để cho hội quân tiếp đi. Ờ, qua tên đây. Sách hội quân tiếp. Không biết bọn phía Bắc nó đánh nhau thế nào rồi. Thằng nào đang là... À, Duyên Thiệu bắt đầu xuất hiện trên map rồi. Ủa? Sao tôi phục kích nó đi ngang qua không trúng anh em? Ủa?
Phục kích ngay chỗ gần cây mà sao nó đi ngang qua chúng tôi, rõ ràng thấy đi ngang qua chỗ phục kích tôi mà, tôi canh ngay bờ sông mà. Vậy là không à, không rồi, nó lấy thành tôi rồi. Đi tàu lao thật xác không à, nó cướp cho nó không có có. Tên game mình có ghi ở dưới cái can của mình anh em ạ. Bực cưa trọ. Mình phục kích ngay trên con đường con sông nó qua, mà nó không dính nó qua đánh trại mình luôn. Đó phục kích chưa anh em? Đó phục kích mà. Bây giờ tôi bấm lại, nếu mà phục kích bây giờ thì nó vẫn còn đúng không? Ờ hình như không có phục kích anh em ạ. Nó không có chiếm mà nó cướp đi này láo à. Bây giờ mình đánh nó chắc nó sẽ chạy à, không chạy với tao à, chết rồi mày, chết tao à. Đằng này mình đánh luôn nè, mà đáng lẽ tôi tự động đánh nhưng mà tôi ghét thằng Hà Ngư là tôi phải giết nó luôn, vô trận không cho chạy luôn. Dụ nó ra thành đánh rồi công thành dễ hơn. Thì bây giờ tôi làm mỏng lực lượng của tụi nó, tôi làm mềm, tôi giết lực lượng tụi nó thì cái thành tụi nó sẽ thành lính cũng ít. Bộ lát nữa công thành thì cứ để mình cứ bao vây thôi cũng được anh em ạ. Để nó công ra mình làm mềm rồi mình đánh sâu cũng được. Địa hình hơi xấu nha. À, kỵ nên ở phía trên này lao xuống. Kỵ nên phía trên này lao xuống cho nó. Làm cái tháp canh này. Làm cho có thôi chứ, mấy cái này làm cho có thôi chứ. Mình công tụi nó mà, cái này ăn thua gì. Công tụi nó mà. Tại phục kích thất bại à. Đặt tháp canh nha, tháp canh mình công tụi nó mà anh em. Bây giờ tụi nó núp à, tụi nó núp à, bây giờ mình phải tìm nè. Đặt tháp canh cũng làm gì đâu. Nó núp trong rừng rồi mới đâu. Yeah. Lúc bên kia luôn em ạ. Rồi, dàn đây. Có hai đồ kỵ còn. Còn một phần nữa của tụi nó đâu. À, nó đấu với thằng Trình Phổ.
Chơi nè em. Trời luôn, đèo. À, tiêu. Phải kéo quân tới nhanh. Lỡ mày nó đâu mình đấu xong rồi mình thắng, mình chạy về là không có đường về không kịp. Có vẻ thua rồi nè mà. Có vẻ thua. Anh trình phổi yếu vậy, chọt nó. Chọt. À, mấy này đứng coi luôn à. Mấy này đứng xem luôn em à. Ờ, à, tụi mày đứng xem đi. Mày đứng xem đi. À, nó tới, nó hành động. Nó hành động. Rồi kỵ bọc sau nó. Tiếp là kè. Quay quậy luôn. Cầm hộp cái chạy quậy luôn. Ở lên trên đây. Chạy quậy luôn. Chạy quậy luôn. Một đội bỏ chạy. Kỳ binh lao xuống. Đập thằng hàng nghi luôn. Nó láo nè. Thằng hàng nghi luôn. Ê. Nhầm. Em nhầm. Kỳ binh truy đuổi theo mấy cái đội đang bỏ chạy. Anh đừng cho cung đứng trước rừng bắn không trúng. Đâu cung đứng sau mà. À thằng này nó chơi nó phục kích đội cung mình ạ. À. Bố láo rồi mày. Giết nó luôn, không có tha cho nó. Không có thay cho nó. Con cái chạy về. Cận chiến luôn, cận chiến thằng hàng ngay luôn. Còn cái mình chắc đánh thắng rồi nè mà. À, thằng trình phổ Han đang giao chiến nãy giờ. Bây giờ mà đội kỵ mày. Giết thằng nghi luôn. Không cho nó chạy, đỡ đuổi cùng diệt tận luôn. Không cho chạy. Không cho chạy, giết luôn, đúng rồi. Cho nó đẩy trứng á. À, dân chết lính mình luôn anh em ạ. À. Dùng chiêu dân chết lính mình luôn. Mấy anh kỵ rượt mấy anh cung bên nó chạy. À, chờ trận đánh này xong. Trận đánh này hơi lâu anh em ạ. À. Chắc tôi bấm chữ bỏ chạy rồi. Tôi tập thể nó nhé. Chứ đánh này hơi lâu à. Mà mình đang có dấu hiệu thua nữa. Bỏ chạy. Tập thể thôi. Hơi hèn một tí nhưng mà trời cha thằng cung đừng có bắn nữa.
đội cung cận chiến rồi mà. Rồi xong. Còn mấy thằng này à? Còn mấy thằng. Bọn này trâu phết anh em ạ. Trâu phết. Rồi, chiến thắng. Tôi giết thằng Hà Nghi luôn rồi, là không cho nó đẻ trứng. Nếu mà nó còn hồi sinh thì lượt sau nó không có thủ thành được. Ai bảo không cho tướng tím đánh nhau. Tụi nó né tránh cao nên đua lâu lắm. À, sao anh em hôm trước anh em kêu bảo tôi là tướng tím là đua ngon nhất thì tôi nó mới cho tụi nó đua. Bây giờ tôi cho tướng tím đua, anh em kêu cho tướng tím đánh nhau, tụi nó trí đánh né tránh cao cho nên đua lâu lắm. Giết luôn, à giết luôn. Giờ mới thấy có người like game này à, ok. Anh em nào chưa like và chưa team cho mình xin một team, chưa follow cho mình xin follow nha anh em. Muốn kỳ mạnh phải chơi mã đằng, có thiết kỵ tên lương hoặc là tàm tháo hộ báo kỵ à. Nói chung mình chơi nước nào thì mình sẽ chơi theo ưu điểm của nước đó, đúng không anh em? Vậy khăn vàng à, hành quyết ảnh hưởng gì không? Thôi thẻ đi. À, thả mình đánh được nữa nè. Mình có nên đuổi cùng diệt tận anh em. Là bạn hay về phương Bắc kia đã. Có nên đuổi cùng diệt tận không? Diệt luôn, lên kinh nghiệm. Tập kích đêm đánh tự động luôn, tự động chiến đấu luôn. Trận này không cần phải ra tay. Kệ nó cái gì. Cha nó không hữu ngựa. À, nhưng mà tôi lỡ đánh là đánh có tiền cũng được anh em ạ. Thì tôi đánh thẳng vô Nhữ Nam nè. Hai lượt nữa mới tới Nhữ Nam cho nó hồi quân cũng được, không sao. Em này em nào? Khổng Trụ à. Khổng Trụ là ai ta? Thôi cho anh này tới ấy nha, tới cái mỏ này thử nha. Không thành nhiệm vụ này, không phải mở này rồi. Không phải mở này rồi. À, anh Tào Tháo, anh Tào Tháo lấy ấy chứ không phải là anh. Hồ Bình với Đổng Mân hả? Đổng Mân ở đâu? Ở thuốc trên đó mà Hồ Bình làm cái gì? Không xâm phạm lẫn nhau với thằng Khổng Trụ. Tôi coi Khổng Trụ lần nào. Liên minh đã cho mạnh liên quân với anh Dương Thuật, mà anh Dương Thuật bây giờ yếu lắm. Anh Dương Thuật bây giờ còn mỗi một mảnh đất dung thân à. Đánh thằng Hà Nghi mà đánh không lợi thì anh nắm cái gì. Chết. Đâm được cái này. Nhân vật đầu quân Bình Lý đâu nè. Vẫn chưa có nhân vật huyền thoại anh em ạ. Hình như hay là tôi có chơi sai cái chỗ nào, sao tôi thấy nhân vật huyền thoại của tôi ít lắm. Thành trắng bị cướp và biết rồi, hồi nãy nó cướp thôi. Tại khen vàng nó hồi quân nhanh nè. À, khen vàng nó hồi quân nhanh nè. Này chết, đang chơi không? Tào Tháo chạy xuống đây có kỳ phía Bắc toàn rồi. Tôi có nên mua thằng tướng vàng rồi anh em. Này 58 tuổi rồi trời. Đang coi. Không mua nữa, chờ để dành tiền chờ. Ấy đây.
Ốp trừng xe lên. Giang Hạ. Giang Hạ lại có cái thế này nữa. Giang Hạ đang bị âm mà. Đang bị âm Trị An à. Nông nghiệp và công nghiệp. Chỉ phế cái này đi, bỏ cái này. Anh thua gì lấy cái này. Bạn Dương Tôn Sách. Bạn Dương Tôn Sách thì bây giờ nên đi dạo một vòng thôi. Mà thử anh Nghiêm Bạch Hổ này có gì ghê gớm hay không. Tướng tới này phục kích đi. Ok. Lén phén qua bên này là anh lụm lon rồi. Nâng cấp luôn. Rồi, hết tiền. Qua lượt. Nhân việc thiền thoại kiểu hình xui lỗi. À, chết. Ta chạy xuống bên này, chạy xuống bên này. Đường ấp nhà chính vội hao lương đấy. À, hôm trước thì có anh em bảo tôi là chủ yếu nâng cái nhà chính. Hôm nay anh em có anh em này bảo tôi là đường ấp nhà chính vội hao lương lắm. À, tính ra là mỗi người mỗi cách chơi đúng không anh em? Hôm trước là tôi nâng mấy cái nhà rìa trước. Anh em bảo tôi là tập trung ấp cái nhà chính đi. À, không xâm phạm lẫn nhau. Thằng không trụ này, thằng không trụ này lần nào đó anh em. Tôi không thấy thằng không trụ này đó. Không trụ đâu. Không trụ nào đâu mà đàm phán với mình không xâm phạm vậy. Nếu mà ở phía sau mình thì không xâm phạm cũng được. Để không coi được. Trên Diên Thiệu à. Nhà chính tăng dân nên hao lương. Nhưng mà tăng dân thì nó được cái là năng suất mình làm việc ra kiếm tiền nó nhiều đúng không anh em. Trên thằng Diên Thiệu à. Trên thằng Diên Thiệu mà hồi nãy tôi thấy thằng Thôi bài. Từ chó mày. Kệ mày. Đi đâu rồi kệ mày. À trên thành Duyên Thuật à. À trên thành Duyên Thuật tính ra cũng gần mình mà. Huynh đệ thân thiết. Này nó hoàn thành cái gì nè. Cộng 10 hài lòng, hình đệ 10 hài lòng. Công vụ hình như là hết. À, công vụ hình như còn mà. Còn công vụ mà. Một lượt nữa mới hết. Vì là thiên hạ thăng sinh. Hồi nãy cái nhiệm vụ của hai thằng kia tôi quên xem nó là hai cái nhiệm vụ gì. Bây giờ mà lấy một cái hiệp định nha anh em. Tôi nâng cái nhánh nào trước, thấy cái nhánh nào cho tôi một cái hiệp định nè. Đây một hiệp định giao thương. Tôi lấy một cái hiệp định giao thương. Để tôi giao thương với đây thằng Tào Tháo. Ok anh Tháo à. Ok anh Tháo nha. Em dư 0.3 hả? Bò cho anh luôn.
Bọn không chấm bay luôn. À, xong rồi. Cho tung sách vào bài dương đẹp. Ok, tôi cũng định cho tung sách vào bài dương đẹp nè. Chưa, thằng kia nó tới nơi rồi. Thằng này mình chỉnh chế độ hành quân luôn không? Hành quân đi cho nhanh nè. Cũng vậy ta. Hành quân cấp tốc mà cũng vậy ta. À, lên đường chiếu. Đi nhánh dưới, đi nhánh dưới. Điện thuật. Tôi chưa biết tác dụng của nếu mà thành lập liên minh anh em ạ. Xin cung. À đi một phát tới luôn, xin cung luôn. Tập kích đêm là không có đánh được. À nó vẫn một cái máy. Bọn này hồi quân nhanh thiệt đúng anh em ạ. Bọn này hồi quân nhanh thiệt. Một đạo tướng xanh lá đi. Đến nghiêm bạch hổ rồi đít bàn hả? À không, xanh lá này mình có một đội này lên mà đây anh này lên hội quân chắc gì nó dám đánh đâu. Mình thằng tôn sách mình thủ thành lớn đó là mình dám công vào đâu. Thằng này chắc gì dám công. Này làm công nghiệp và nông nghiệp, ưu tiên làm công nghiệp đi. Từ thương nghiệp 3% hồi quân. Thành này thành nào? Thành này cần hồi quân không? Ba phần trăm hồi quân thì cũng được thôi. Coi công nghiệp và nông nghiệp. Chắc là thu nhập từ các nguồn ơi. Này phần trăm không? Thu nhập từ các nguồn ơi. Thu nhập từ các nguồn lên cái này 20% hả? Qua này trừ tham nhũng nè. À cũng được, thu nhập từ các nguồn cũng được. Anh em nói tôi tham nhũng thì sau này cần. Thì bây giờ mình nâng mấy cái mà sau này có thêm nhũng cũng được. Đây, hội họp tiếp nè. Quân khăn vàng hồi siêu nhanh. Trong chân kỵ ra lùa. Tái thiết lập lại kỹ năng nè. Quận này sẽ được hưởng ứng rất nhiều việc từ cơ sở hạ tầng. Có mục tiêu tôn kiên lớn trường xe Lâm Tương. À trường xe Lâm Tương gì nữa nè. Ô sao con này nó mất gần 1k tiền dữ ta. Tái thiết lập lại kỹ năng đếp cần. Chọn cái này đây, còn thằng này. Chọn này. Ok, hai lựa chọn.
Cái này nè, giúp đỡ cho hải tặc cướp bóc tại vịnh Bắc Bộ. Cha, thuốc dưới này ông thận. Bác cho mình đánh được cái hello anh em à, BTD. Bác mình xuống xuống tuốt dưới kia ạ. Hoàng thua à, tiêu à. Ba tên qua tiếp, một tên tiếp. Bỏ mẹ nhiệm vụ luôn. Bây giờ làm sao mình bỏ nhiệm vụ ta? Hay là cho tụi nó chịu làm nhiệm vụ khác được không? Bảo trì độc lập, có chân cầu ngu chuẩn. Trở thành chư hầu của mày ha. Đừng có mơ. Số lượng có vàng mà trong 10 tên. Hàng tội đế quốc. Hán đế quốc Lưu Ngu Văn Khương Vương Khương Nhạc An bộ tộc Tang Ca. Game này là Total War Three Kingdoms nha anh em. Tên game mình có ghi ở dưới cái cam. Mối quan hệ giảm xuống, không cần phải mối quan hệ với nó. Nhân tài nữa nè. Mà toàn là không có tướng Legendary. Sử Hoàng 58 tuổi, Tô Phi Hầu Âm, Sơn Song, Sơn Song Ung Sung, Ung Sung. Mọi người quân thần mình bỏ được không? Không có được. Bắt mình đánh hải tặc gì ở dưới túc dưới kia. Xuất phát tới viện trợ cho Tung Sách. Trận này căng. Trận này hơi căng. Mà chơi luôn. Đời luôn. Bích đêm. Dạ. Yeah. Mưu sĩ bên ta dự tính một trận là một trận bị nghiền nát. Bị nghiền nát. Tương nhanh. Vay thêm một đêm nữa à? À vay thêm một đêm vậy là mình làm thêm một cái xe công thành nữa đúng không? Hay là mình làm đào hố hay là mình làm cái tháp? Có thể đưa binh lính tiếp cận tường thành tương đối an toàn. Càng vay lính càng tục à, ok vay thêm một tuần nữa thì tôi làm cái tháp à. Tiếp tục vay thành. Nâng chi vũ khí. Nâng giang hạ lên. Sản xuất lương thực nè. Lương thực mình có âm chưa? Chưa có âm mà. Này trừ 6 thịt nó chắc là cái này đó. Nâng một cái là hết tiền luôn. Trường Sa công vụ. Công vụ ở Trường Sa là nên cho làm công vụ thương mại và nông nghiệp. Tự thương nghiệp. Thương nghiệp. Độ hài lòng mà trừ tham nhũng thằng này có nó làm công vụ ngon ghê anh em ạ. À. Mấy thằng tướng quân sư nè. Tướng sư làm công vụ giỏi ghê. Xịn. Hồi nãy anh em nói bây giờ tôi đổi đạo. Bây giờ tôi chuyển đổi binh lính thì nó có cần hồi, nó có bị hồi quân không ta? Tôi chuyển qua trung kỵ. Hết tiền mẹ chuyển thì được. Thôi, qua thêm một lượt nữa.
Tiền mé. À, có hồi à, đổi đạo cũng có hồi à. À hình như anh bao vây mình là sao anh em ạ? Nghiêm bạch hổ, nghiêm bạch hổ. Nghiêm bạch hổ là có thái sử từ à? Duyên thật đòi ngọc tỷ, duyên thật tuyên bố ngài không có quyền giữ quyền ngọc tỷ quốc, hãy quy hàng y sớm. Trừ 80 duyên thật à? Trừ 80 duyên thật thì chơi luôn chứ sợ gì? Giờ mày thích sao tao giết mày luôn. Bảo thằng duyên thật đâu để coi thái độ nó như thế nào với mình. À cũng còn xanh mà, trừ 80 thì cũng còn xanh mà. Tưởng lâu láo dành lụm lon luôn bây giờ. Ok, nhập quân với tái nhập rồi. Ok, nó hạ trại anh em ạ. Hình như nó hạ trại chứ nó đâu có bao vây đâu, hạ trại mà. Bây giờ đổi thì vẫn bị hồi quân à. Đổi vẫn bị hồi quân thì hơi căng, bởi vì lượt sau mình sẽ đánh chơi trực tiếp nó luôn. Lượt sau mình chơi trực tiếp nó luôn. Nó là chỉ có một mình nó là ngon nữa. Nó là tướng, chà nó kinh lắm. Sở trường của nó hơi cao, cộng nó có cây cung gì nữa nè. Hai đạo cung, ba đạo cung, bốn. Đánh nói thì lính thủ bà dư cũng ra mà. À, ok đánh. Ok đánh. Ok đánh. Tập kích đêm. Đâu lính thủ bà dư đâu có ra anh em. Viện binh không có nè. Mà chơi luôn anh em ạ. À. Mình tập kích đêm. Quân sư kêu là thắng lợi. Thương vong dự tính là tầm trung thôi. Nhưng mà nếu mà mình đánh bằng tay thì có thể ok hơn. Đó, hai tướng Lam, đúng rồi, hai thằng Lam đó là si đa. Với lại mình có hai cái máy bắn đá, mình đứng từ xa mình cẩu. Đứng từ xa mình cẩu thôi. Trận này đánh ngoài trời trong cho đừng có đánh tuyết. Đừng có môi trường tuyết, tuyết tầm nhìn nó bị hẹp lắm. Bị hàng hẹp. Di chuyển lâu nữa. Để cho kỵ vào tre. Vậy giờ cho kỵ vào cha, hy sinh đội kỵ luôn hả? Rồi đổi tên sau mình đổi lại thành trung kỵ hết hả? Thằng này quậy chung với thằng ấy tốt đúng không anh em? Tướng lục này cũng quậy tốt đi đúng không? Tăng hồi kỹ năng sát thương lan nè, sát thương lan nè. À không ấy, đánh này có phải ngon anh em ạ. À, này chống hai thằng này lên trước này, nó dàn trận được cái trận chống xung kích.
Mày có đi búp đúng không? Ok, thằng nào vô đây thì đi búp nó. Đây, tôi chưa cho mấy cái tháp đồ ra. Nó có di chuyển không? Có. À, nó có di chuyển thì thôi, giờ mấy băng đá mình cẩu vào kiểu này nó sao nó sống được. Kệ chết ra này. Rồi đứng. Cẩu gì tụi nó tiêu anh em ạ. Tụi nó tiêu à. Này lên lên cao một chút, lên cao một chút. Cẩu vậy, cẩu như vậy thì nó chạy vào nó banh xác hết rồi. Nó tàng hình à, ghê vậy. Đâu tàng hình, đâu quân nào, đội nào tàng hình đó anh em. À thằng này à, thằng này à, ghê vậy anh trai, ghê vậy anh trai, ghê vậy anh trai. Nó đỡ cung nó sao chạy à? Pha này mình cho nó che vào đội này luôn đúng không? Cho che vào đội này luôn. Cho che vào đội này luôn. Cho che vào đội này luôn một phát. Hùng dũng. Tiểu quốc vương tung sách kinh lắm. Bọn cận chiến của nó mình không sợ nè, cận chiến nó vào là ăn cung mà tụi nó bệnh à. Đánh bọn tầm xe của nó. Rồi. Kỵ binh tới lụm thẳng thằng Nghiêm Bạch Hổ luôn. Kỵ binh tới lụm thẳng thằng Nghiêm Bạch Hổ luôn. Kỵ binh tới lụm thẳng Nghiêm Bạch Hổ luôn. Kỵ binh tới lụm thẳng Nghiêm Bạch Hổ luôn. Nhẹ nhàng luôn. Nhẹ nhàng luôn. Nhẹ nhàng luôn. Giết không có thay thằng nào hết. À, không cần dí, cung mình nó bắn rác lắm, cung mình bắn rác lắm. Gom vô đánh một lượt luôn đi, gom vô đánh một lượt luôn là sao anh em? À, skill bắn cung của nó, skill bắn cung của nó hình như nó bắn chỉ được một ấy thôi. Một phát thôi đúng không? Một hai phát bắn rất là chậm anh em, tôi không thấy nó bắn nhiều. Tôn sách ngon, tôi nghĩ tôn sách đi với một thằng tướng lục rồi nè. Là vào chạy vô chạy ra che rất là ngon nha. Mày đừng có láo với tao, hầm hè cướp bóc tao à. Hay cướp bóc tao à, tử trận 100 mấy, nó tử trận 600 mấy.
tuyên chiến với tao à? Bắt được thằng này. Cứ mấy thằng tướng này thì mình giữ luôn, mình giữ luôn, nếu mà không ngon thì mình sa thải. Phan Lâm. Thảo bình loạn giấy, trừng chính sư hải. Làm tiếp một phát nữa cho Lolliver chơi. Tập kích đêm và tự động chiến đấu luôn. Nó không có thiện nghiêm bạch hổ. Mình cũng chết được 77 thằng ạ. Tiền vào. Hồi quân không? Từ cái quận Bà Dương này của mình có một thành bị nó chiếm đúng không? À, Nhạc An này cái gì? Công thành Nhạc An. Mình được mắt này nhiều quá ha. Mộc Ngư. Mộc Ngư mình có rồi nè. Sở trường 10 thu nhập công nghiệp quận quản lý. Quản lý ở đây, quận đang quản lý ở đây là cái quận mình làm thái thú hay là cái quận mà mình làm công vụ anh em? Level 1 bỏ, ý là tôi lấy về tôi làm công vụ anh em ạ. Quận thái thú à. Tôi lấy về tôi làm công vụ. Bởi vì là đây, tôi ví dụ quận này ấy, làm công vụ ấy. Cái công vụ của cái thằng, những cái thằng tướng mà tướng văn ạ, thì mình thấy nó ngon, nó xịn hơn. Nâng cấp quận phủ lên huyện nhỏ để xây được kiến trúc này, quận phủ lên huyện nhỏ cái này à. À, mình phải lên cái này lên à. Ô chơi. Cùng thái cũng. Tốc độ chuyển còn xung kích nè. À cái này ngon nè. Mà Chu Thái chưa có đánh được, ngon gì cũng như không. Chu Thái chưa có đánh được. Sử Hoàng 19 tuổi nè. Ung Sung. Túc Hoàng Trung. Lưu Yên. À cái này là Hoàng Trung đang phục vụ cho thằng Lưu Yên à. Lưu Yên nước Thục à, đúng không? Thôi tôi coi nhân vật còn có nhân vật nào nữa không. Lưu Yên, Lưu Trương này, à hai anh này chắc cha con. Hạo Đôn, Hạ Nghi, Lữ Bố, Hoàng Phủ Tung. À, lượt này xong rồi, qua lượt thôi. À mình vay mình thằng này tiếp giờ mình tiếp tục mình vay đúng không? Rồi để coi đánh vào. Chơi anh em, chơi được chưa hay là vay tiếp? Bên thân siêu rồi. Game này là Total War Three Kingdoms nha anh em. Tên game mình có ghi ở dưới cái cam của mình anh em ạ. Hay là tiếp tục vay tiếp hay là thất bại đẫm máu à. Mình vay quân nó giảm nhưng mà nó không có hồi, nó không có hồi quân đúng không. Tiếp tục vay tiếp đây, tiếp tục vay thành đợi nó yếu ớt hơn một tí rồi mình đánh cho nó nhẹ được, sau là mình đánh được rồi. Thằng Lưu Sủng nó quýnh xuống anh Dương Thiệu, anh Dương Thật,
anh duyên thật anh chạy xuống anh lấy cái nhữ nam. Nó lấy cái nam dương ảnh rồi, lưu sủng nè. Mà hên mối quan hệ của mình với lưu sủng tính ra cũng thái độ đâu. Cũng được, cũng trung lập. Lưu sủng mạnh nha. Nên thiết lập mối quan hệ với lưu sủng không lánh nè. Ít tiền mở huyện bỏ hôn bên dưới à? À ok, không xâm phạm lẫn nhau với lưu sủng. Coi giờ tôi thấy thằng lưu sủng này có vẻ đàm phán coi thử đi. À thương điều kiện cũng không ấy lắm, cho nó một vớ cái này. Cái này tôi cũng nhiều lắm, mộc ngư cho nó ưu quyền có 0.3 nữa hả? 0.3 yêu cầu cấp tiền, cấp tiền cho nó này 2-300 cho mấy à? À ok được à. Hòa bình với nó đi, hòa bình với nó anh em ạ. Chuẩn bị thằng duyên thuật nó đi à, nó muốn thằng duyên thuật nhẹ nhàng thôi. Giờ tôn sách đánh qua nhà Bạch Hổ, dùng tiền mở mấy cái kêu quận huyện bỏ hoang qua này à, đúng không? Xây lập kinh tế trên này, làm trên này xe Ma Kha rồi nữa nè. Bọn Nam Mang qua lượt anh đánh mình nè, anh đánh mình nè. Đừng nhanh cái thắng lợi đẫm máu à, làm gì mà phải thắng lợi đẫm máu dữ vậy. Game này là Total War Three Kingdom nha anh em, tên game mình có ghi ở dưới cái cam của mình. Đạo của ta là đại nghĩa, vì đại nghĩa mà chiến. Đã đến lúc nghiền ép lũ phản tặc này, thì cứ đại hăng tới đây, ta tặc sẽ không thua một lần nữa. Anh Trình Phổ thì có vẻ tướng kim mà nó yếu ớt lắm này, mà mình thấy trận nào cũng mất máu nhiều lắm. Xếp bích rồi, bỏ phía nam là ngon. Mấy tòa huyền bỏ hoang có cái nhà rèn vũ khí, cứ vài tên nó trao đồ xịn. À, ngon vậy à. Mà mấy cái kia bỏ hoang thì mình sẽ tốn cái gì để mà mình mở. À, nó có quân tiếp viện anh em ạ. Mình đánh bên này đánh qua, bởi vì là mình cung lửa thì không có đứng trong rừng thì cung lửa mà đứng trong rừng là bị nó thiệt ngay, bị cháy rừng. Gì trời, ok đợi 4 có hàng rào không? Hàng rào là làm cái hàng rào, làm cái hàng rào nếu như không à. dầu hỏa để trong bụi nè, này cũng được. Thôi khỏi dầu hỏa đi. Bốn k tiền, nếu là mở 8 k nó thành, ôi đắt lắm anh em ạ. À, không có tiền, đắt lắm, có tiền đâu.
Tôi thiết nghĩ là tôi phải kéo quân chạy ra luôn anh em ạ. Giờ tụi nó lên đánh lâu lắm. Kéo quân chạy ra luôn. Có trà rải đinh, đúng rồi, có rải đinh nè. Rải đinh nè anh em ạ. Phòng thủ thì mình mới rải thôi. Chứ còn mà mình công thì đâu có rải được. Giờ đây cho nó cao cao. Sao bọn nó là ẩn nữa rồi. Kỳ Vinh tập trung bọc hậu. Nó không đánh mình nó còn rút luôn quân về sàng. Thôi đứng chỗ này rộng rãi đánh à mấy anh trai ạ. Này là rộng đánh mấy anh, em không núp luôn, em không núp luôn. Bọn này nó biết mình đang hành quân tới, nó cứ sàng, nó khôn phết luôn em ạ. Chứ không phải nó ngu đâu, nếu mà mình đứng một chỗ thì nó sẽ công mình, mà mình công thì nó sẽ sàng ở lửa thế này. Cái khăn vàng à. Để anh tập trung binh lính lại á. Ok, tiến lên từ từ nè. Lần này chuẩn bị búp kháng tên nè. Nó tới rồi kìa. Nó tới rồi. Em tới đây em búp kháng tên cho đội này em cái. Tốn thời lắm. Em chơi. Con này lấy kỵ ủi qua trời ơi ngon nè. Ngon nè. Gì vậy? Từ chối rồi mà. Lấy hồng cá đâm vào nè. Nó khè một cái nè. Hồng kia đâm vào nè. À thúc. Đâm ra sau luôn. Chạy ra. Đụng giáo nó. Giết đội cung nó. Giết đội cung nó. Đéo mày. Một cái tới đây. Ủi vào này một phát. Ủi vào này một phát. Ủi vào này một phát.
Rồi, ông đồ kỵ về hút cái này. Đồ kỵ về hút cái này. À, quân nó đông rồi nha. Vẫn còn thấy đông à. Cứ gì hút cái này là ủi một phát là banh banh cái dàn này hết. Ok. Ok chạy ra đây. Ủi thằng này luôn. Ủi thằng này luôn, ủi thằng này luôn, ủi thằng này luôn, ủi thằng này luôn, ủi thằng này luôn. Ủi thằng này luôn. À, chạy hết chưa? Chạy hết chưa? Chạy hết chưa? Chưa. À, đợi cứ giữ ủi cái này một phát nữa là xong. Anh này truy cùng giật tận luôn. Truy cùng giật tận luôn. À, Trình Phổ đánh bại luôn, nhẹ nhàng luôn à. Không mất hụt bóng rồi luôn à. Đội kỵ mới dám lao vào đây. Rồi, nhẹ nhàng. Còn đứng chơi. Điều khiển không có kịp anh em à. Điều khiển không có kịp cho nên là cho tụi nó đứng chơi luôn. Đã đánh tận binh đang hàng ngang thì tôi sau chiếm thành nhà. Lúc nó hiện trường chiến thắng đừng ấn vội cho kỵ với tướng đánh tàn binh thì tên sau rất nhàn. À, à đánh tàn binh luôn à. Dạ em xin linh tải để em tải mấy lần tuần lỗi à. Cái này mình mua game bản quyền trên Steam anh em ạ. À. Anh em nào muốn tìm crack á thì vào trong phần hồ sơ của mình nha, vào link bio của mình thì có gì mình hỗ trợ cho. Mình như nhớ không lầm, mình thấy nhiều anh em cũng kêu là cái crack của con này bị lỗi nhiều. Nhưng mà mình nghĩ nguyên nhân nó từ cái thiết bị này mà. Rack không full đây là service team. Hình như là crack á, anh em chơi bản cũ á thì nó không có lỗi nha. Chơi cái bản mà bản cũ á không có lỗi. Mà chơi bản mới, bản update á thì bản dạng như DLC á, bản update từ 1.7 mấy cho lên là nó bị lỗi. Nó bị lỗi crash game, đúng không anh em? Anh em bị lỗi crash game đúng không? Phải hỏi đập nước nè. Thiên tai luôn à, công trình hư hại. Cộng thiên tai trừ 50 quân nhu à. Lên cấp. Cho mình mấy cái này nhiều. Hình như làm công vụ xong rồi. Giờ mình cho làm công vụ tiếp. Tương Dương nè, Tương Dương thì ủa, chưa xong mà sao nó thông báo là xong rồi ta. Sát thương cận chiến, sát thương cận chiến xuyên giáp cuồng bạo. Bên này là trừ sĩ khí nè. Tôi có nâng cái này hay là tôi nâng thẳng bên cái nhánh này nè em. Có nâng cái skin này không, huyết nộ hay là nâng cái cuồng hào. Cái này trừ sĩ khí vào tôi che một phát là tụi nó chạy luôn ạ. À. Lấy cái trừ sĩ khí à. Vậy là bây giờ mình nâng thẳng qua bên này luôn đúng không?
kháng mệt mỏi cánh quân của tướng cũng ngon nè. Ai sĩ khí của lãnh thổ bên tay khi là chủ tướng. Đó skill của Trương Phi à? À, tôi chưa chơi được Trương Phi nhưng không biết là tướng nào có skin nào là ngon anh em ạ. À, lấy thằng này, lấy thằng này. Mình gắn cho nó cái kia chứ. Gắn cho nó cái thằng này để nó có ấy đúng không? Rồi. Tôn sách thì mình chưa có thằng tùy tùng nào cho nó ngon. Toàn là mưu trí không à. Tại sở trường 10% thu nhập. Công nghiệp, quận đội quản trị. Vậy tính ra là mình cho cái này cho Trình Phổ là ngon nè. Hồi nãy mình lấy Trình Phổ làm thái thú của cái quận nào đó. Này, thái thú quận Trường Sa. Đúng không? Thái thú quận Trường Sa là năng cũng có công nghiệp nè. Ok, 10% nữa là quá tốt. 10% Trình Phổ tùy tùng. Sở trường luôn, đúng cái sở trường luôn. Ok. Cô phu nhân. Phu nhân nhanh năng nhánh dưới nè. Mỏ khó công vụ phản tham. Mỏ khó công vụ phản tham đi. Phản tham là chắc là chống tham nhũng. Game này online bờ bờ với người chơi khác không có. Game này offline em ạ. Có thể là chơi co-op multi cùng với người chơi khác được chứ không có chơi online được. Đổi ngựa xịn chơi thông sách là ngon. Hình như tôi không có con ngựa nào anh em ạ. Để tôi coi. Hình như tôi không có con ngựa nào hết á. À có con ngựa nè. Cộng sở trường. Ông con này nó 97 tốc độ di chuyển, nó nhẹ hơn. Tỷ lệ tránh bắt sau trận chiến xung kích tăng thêm 10. Này thì con này nó chạy chậm hơn. Nó được tăng cái xung kích tăng thêm 10, né tránh 5%. Đổi thì đổi, thích chơi người trắng thì chơi người trắng cho anh Tôn Sách. Đeo cái thằng kia cộng 5% di chuyển bản đồ. Đâu? Tôi thấy tùy tùng nào có 5% di chuyển lên em. À đây. Ok. Anh em để ý kỹ phết nha. Anh em để ý kỹ phết nha. Cái PC mình đang chơi đúng rồi. Mình đang chơi PC anh em ạ. À. Làm sao chuyển về tiếng Việt. Anh em cài mod của Nhỏ Quyên nha. Anh em vào workshop cài mod của Nhỏ Quyên mod Việt hóa. À, bỏ con người đỡ của thằng cha ra cho thằng con đi sướng hơn à. Thằng cha đâu, thằng cha đâu. À. Ông dù gì cũng là chủ soái mà anh em, dù gì cũng là chủ soái mà. Cho nên vẫn cứ để đây vậy đi, khi nào mà mình có con ngựa ngon thì mình ưu tiên cho Tôn Sách. À. Tôi thì tôi vẫn thích Tôn Kiên anh em ạ. Không cần biết chi tiết hay gì nhưng mà dạng như là mình thích cái nhân vật Tôn Kiên. Nếu bên này cảng cá nè. Ok, nâng cảng cá luôn. Ok, công thành luôn. Công thành dày mà nó cũng dự tính là thương vong tầm trung đó. Công gì mà mưu sĩ gì mà dở vậy. Game này là Total War Three Kingdoms anh em. Tên game mình có ghi ở dưới cái cam của mình nha.
Anh em nào chưa follow cho mình xin follow nha anh em. Anh em nào chưa like cho mình xin chưa tim cho mình xin một tim nha. Tôn Kiên đáng nghĩ là chết rồi, bị hoàng tổ giết. Đúng rồi anh em, nếu mà lịch sử thì vậy, thì cái này thì mình chơi là đâu có theo lịch sử đâu. Làm sao mà để hoàng tổ mai phục giết chết được? Mình còn giết ngược lại thằng Lưu Biểu rồi mà. Tiêu diệt chư hầu Lưu Biểu. Chưa có tôn quyền anh em, chuẩn bị có, chắc là có tôn. Không có thằng Chu Du anh em ạ. À, hôm qua anh em nói tôi là chơi tầm 2-3 tour nữa là có Chu Du, mà tôi chơi tới bây giờ tính ra là gần 20 tên nữa rồi. Không thấy đâu ạ. Không thấy đâu. Từ từ mình xem thử mình công cái hướng nào cho nó. Mình thấy hướng nào tháp cũng nhiều hết. Này là hai cái tháp. Ở bên này là cũng nhiều. Ở bên này luôn đi. À bên này bị hủy một tháp này. À, bên này ngon nè, bên này ngon nè. Bên này bị bể hết rồi nè anh em ạ. Ok, bên này ngon, bên này ngon. Bấm Ctrl A nó có on hết không? Có nè. Xin cung chuẩn bị khai trận. Đánh trận lịch sử Chu Du nộp CV qua bên nước khác rồi. Cái vụ nộp CV qua nước khác nữa à. Một bắn đá một nỏ. Đâu có bắn đá đâu nè em. Không có bắn đá đâu. Cung thủ chuẩn bị. Nhìn chua. Anh em cần chỉnh cái voi của to lên hơn một xíu nè em, tôi thấy hơi nhỏ ha. Công thành mà. Cho chọn nước thục không à? Mình thích chọn nước nào cũng được anh em ạ. À. Có chọn cả các nước chư hầu nữa, các quan quận huyện, có chọn được cả cướp nữa. Công thành, đục. Bên này tháp mất rồi. Bắt tường vào. Đội 3 đi lên che cho đội 4 lên bắn. Tình phủ và búp cái khiên gái. Đợi kỹ xuống đây, chuẩn bị một lát nữa xong vào. Anh em nói tôi khi mà đục thành xong rồi cho tướng vào càng thôi, không cần kỵ, không cần cận chiến đó anh em. Thì bây giờ tôi cho tướng tôi vào tôi càng. Lát này tôi búp cho nó cái khiên cái. Ok. Vào đục đi. À lúc nãy mà đánh bọn tàn quân là bây giờ nhàn. Ok. Lần sau tôi rút nghiệm anh em ạ. Mà không sao, bây giờ nó đục bể cái thành này, tôi vào tôi công toàn là cũng tàn quân không chứ có gì đâu anh em. Không có gì phải
Vậy khó khăn hết. Rồi bởi thăm. Vô. Vào thẳng. Vào thẳng bên trong luôn. Cái chạy qua đây. Cái chạy qua đây. Tùng kia giết nó luôn. Lập thằng đây. Thành phố lụm đây. Kỳ bên đâu? Vô quét chứ còn một trời gì nữa. À bây giờ là bộ binh vô luôn nè. À hai này đánh nhau à, hai này đánh nhau à. Cầm nó cầm chì à. Mày một trạch nè. Mày. Không có cho chạy nào. Này bỏ chạy, không có cho chạy. Dí luôn. Chạy bên này không được. Chạy bên này. Bàn vào. Cung vào luôn. Cung vào luôn, cung vào luôn. Anh này chạy nãy giờ. Anh này chạy nãy giờ. Di sản siêu số. Đang vào đứng ngoài bị bắn á. Tao không giết đi. À mà anh mấy trên này giết lâu lắm á, đánh nhau lâu vậy. Con ngựa của thành phố chạy nhanh vậy. Không cho nó chạy, bao vây nó. Bao vây nó, rồi ok. Vào chính thành, vào chính thành, vào chính thành, vào chính thành. Nó chạy tự động chạy luôn. À cái lúc này là chiến thắng là mình kéo mình đánh tàn quân tiếp đúng không anh em? Quên cho tôi cứ bấm chiến thắng là bấm chiến thắng luôn. Mà cái này mình chiếm thành xong rồi mà. Cái này là Total War Three Kingdoms nha anh em. Lót hơi lâu anh em ạ. Hơi lâu. Tụi nó chết sạch. Tôi chết 150 thằng. Mà hồi nãy nếu mà tôi auto đánh là quân sư nó của tôi nó kêu là chết tầm trung bình. Cái này là hết quân lương hả anh em? À nó quân lương à. Mà tôi nghĩ chạy đánh thằng Bạch Hổ này đủ á. Hai tôn. Tôn sau mình còn một ngày lương nữa. Mà còn một lượt lương nữa mà. Mình còn một lượt lương nữa. Tôn sau mình đánh vô qua trong thành nó luôn là ok. Bản năng. À Nhữ Nam hồi nãy giờ mình bị bao vây bị ấy nè anh em ạ.
Tốn tiền sửa chưa? Tốn tiền sửa chưa? Phần Tree Kingdom này làm gì có phần mấy anh em? Chỉ có Total War Tree Kingdom thôi mà. Quân xu còn bàn lùi. Của ông còn 8 lương thực kia, úp thêm nhà nông nghiệp à. Hết tiền rồi anh em ạ. Hết tiền úp rồi. Xương xong. Mấy thằng tướng mà nó nộp. Nộp CV cho tôi nè. Là toàn là Sida âm binh được không anh em à? Sida âm binh không? Năng cái gì? Năng được cái nhà này à? Nâng nhà này lương thực à, sạch bách luôn chưa? Ok hết rồi, hết còn gì làm là qua tên. Trận đấu không thể giải quyết tất cả vấn đề. Đề nghị ngoại giao, quyền thông hành bên mình, quyền thông hành. Quyền thông hành làm gì? Chấp nhận là cộng hài lòng cộng thêm 18 à. À mà cho nó cũng được anh em ạ. Cho nó để tăng tỷ lệ thân thiết với nó cũng được. Cộng 35 nữa. À, cho là Tào Tháo xuống mở đất bên dưới rồi, vậy là không cho nha. Không cho, đất bên dưới là mình bao hết. Không cho, không cho. Nó có mỗi một cái thành bí tế, nó đánh trên kia mà anh em lư hợp luôn nè. Đâu rồi, tôi coi nó thử. Game này hiện tại trên Steam vẫn còn rất là đắt anh em ạ. Tặng 880k. Mặc dù game ra là 2-3 năm rồi, nhưng mà vẫn còn rất là đắt. Bản lậu về chơi thời buổi gì cũng mua. Anh em nói kiểu đấy, nhà phát hành ai dám làm game anh em chơi anh em. Ủa? À. Cái này là mấy cái kiến trúc mà cái kiến trúc của nó xây mà mình chưa up được đúng không? Cần đổ lại, mình phải đổ lại chứ không, nếu không đổ lại thì mình không nâng cấp được. Kinh nghiệm nhân vật nữa, ép cần, hủy. Kinh nghiệm nhân vật đéo cần. Tôi cần làm có kinh tế, có tiền, có quân tôi đánh là được. Kim vẫn là những con tướng đó. Vẫn là những con tướng đó, hai trăm mấy không đủ. Trận này là đánh vào luôn, bởi vì mình hết quân lương rồi, mình phải chiếm nó. À, nó có cái nhà không mà. Cái này là nhà tự mình vào lấy luôn. Ô. Cái này cái gì vậy? Cái này cái gì mà bên bộ phận
việc khó có vẻ là không dịch được hay sao, thấy nó đen thui anh em ạ. Cho nên là mình phải chuyển qua cái này đó. Không biết là nó nâng tăng cái gì. Hết sức đặc thù hiện tại, hiểu biết về chúng là có hạn. Ok, đặc thù thôi, sửa lại thành cái này. Hôm qua mình lấy tiếp cái công xưởng này. Công xưởng này hình như là còn cân lộn quân full cây luôn à, full binh lực luôn à. Ghê. Công trình riêng của nước đó à, công trình riêng của nước đó. Hào Yên, Hào Đôn, Tào Tháo trên này cái đống nè anh em. Cha, Tào Tháo này binh hùng nước mạnh lắm, mà anh em kêu nó có mỗi cái thành, cho nó như vậy thôi, chứ còn mà cho nó nhiều nó để trứng khó chịu lắm anh em ạ. À. À, bây giờ quân của Tôn Kiên này mình à, thằng Hà Nghi nó ở đây, anh Dương Thực ở đây, ba trăm công nghiệp, công nghiệp 100 công nghiệp còn 10 hội quân, tính ra cũng ngon. Cái công trình nó tạm thời mình từ từ mình để đó, tạm thời mình để đó. Công vụ nè, độ hài lòng 100% tham nhũng nè, 100% nông nghiệp, 30% công nghiệp. Mình chỉ có Trường Sa là mình thấy có kinh tế nó ổn nhất. Trường Sa là thương mại 1K6 mà một thằng làm thương mại rồi. Một thằng làm thương mại rồi cho nên là này 600 này có công nghiệp không? Này công nghiệp chắc là làm công vụ công nghiệp. Ủa công vụ công nghiệp đâu? Đây. Công vụ công nghiệp đi. Thằng Phan Lâm kia nó có cái mình phải cần thêm lên một cái đi công vụ nữa. Thằng Phan Lâm nó làm cái thương nghiệp bên này cũng thương nghiệp cũng ngon nè. Thương mại ít vậy. Công nghiệp không à? Thương mại ít vậy. Thương mại ít nha. Đến Nghiêm Bình Hổ là tới kiến nghiệp. Kiến nghiệp chỗ nào đó anh em? Này à? Ở phải này là Tân Đô mà. Kiến nghiệp đâu? Kiến nghiệp là thủ đô của Giang Đông mà. Kiến An. Úp đâu mà chỉ ít, tôi úp mà anh em nghĩ sao vậy? À bây giờ tới Nam quận nè, Nam quận tôi úp à nó đang chạy anh em ạ. À. Chưa úp. Ít đúng rồi. Giang Hạ coi. Giang Hạ nông nghiệp. Trường Sa. Ưu tiên tôi úp Trường Sa hơi nhiều, đúng không? Ưu tiên úp Trường Sa hơi nhiều. Rồi để tôi coi bây giờ ủa sao tôi với thằng Dương Thuật thái độ đỏ rồi? À, mày đỏ không hài lòng với tao à? Anh Hà Nghi còn một cái này thôi. Mà thằng Hà Nghi này á, nếu mà mình lấy được cái này, là chắc mình bán cho thằng Tào Tháo hay lần nào luôn anh em ạ. Bởi vì lấy được cái này một mình, cái này đứng chỗ này thì không cũng không ăn thua.
Còn bây giờ mình mà bỏ đi là nó lén phén xuống nó công cái thành này của mình. Cho nên là giờ mình phải triệt luôn. Triệt thằng Hà Nghi này. Rồi đem quân xuống đem quân qua bên này à? Đem quân bên này tiếp à? Bên này có Vương Lãng, Nghi Bạch Hổ bên này. Hay là xuống phía nam, thẳng phía nam người ta. Ở vùng sương mù bên phải, kinh nghiệm ở vùng sương mù bên phải phía trên à. Chắc là khi mà tôi đánh lấy hết của mấy thằng Nghiêm Bạch Hổ này là tôi mới thấy được. À, để vào chơi play đi. Cái con đó đồ họ 8 bit giống mini grab mà mình hồi giờ mình không có thích chơi cái dòng game mini grab anh em ạ. À. Cho nên là mặc dù tôi biết con nó hot nha, con vừa play đó, nhưng mà đồ họ thì 8 bit đồ họ giống kiểu mini grab thì tôi không chơi được. Với lại còn game online nữa. ARK là game gì anh em? ARK là game gì? Rồi bây giờ mình triệt luôn thằng Hà Nghi này đi. Chạy tới khu rừng này mình mai phục một chuyến đi. Và anh có lén phén đi đâu không? Đánh thẳng mẹ luôn. Đánh nó xong là bán lại cho thằng Tào Tháo. Để mình bán lại cho thằng Tháo hay thông thương gì với nó. Đề nghị phụ thuộc là gì anh em? Để tôi coi. Đề nghị trở thành phụ thuộc của thế lực này. Trở thành phụ thuộc của thế lực cũng cho nó. Có ai nộp CV không à? ARK nghe tên tôi quen quen lắm anh em ạ. Game sinh tồn ở đảo đúng không? Game sinh tồn xây nhà ở đảo đúng không? Công việc thứ nhất đúng không anh em? Nếu dạng game sinh tồn thì tôi không có team chơi anh em à. Tôi chỉ chơi một mình, bạn bè tôi nó không biết chơi game. Nó không dạng giống như con Get of Fred mới ra cái gì. Thằng này mình chiêu mộ cho nó hai thêm hai đạo nữa không? Không, mình nghĩ cái này đang dư sức chơi, không cần chiêu mộ tốn tiền. Ok, qua tôn. Đúng à. RK tôi nghe tên quen quen lắm. À, anh đưa mình cái tăng đô. Anh đưa mình cái tăng đô, ở lòng cái tăng an để mà hòa bình với mình. Nhưng anh đâu dễ gì. Tôi tăng an anh lấy luôn. Nhưng mà anh là còn lấy hơn nữa cho nên không có hòa bình đâu. Không nhé là gì? Đại Hán Đế Quốc Vương Khuôn Trương Xuyên. À anh em, không biết anh em kia chơi còn online được không ta? Tôi hỏi kia có cái mod nào mà mình mod ảnh nhân vật, các nhân vật cho nó đẹp hơn anh em tí không anh em? Tôi hôm qua tôi kiếm được cái bản mod của các nhân vật nữ thôi à. Còn các nhân vật nam thì tôi thấy không có. Tôi tím hồi kia không có. Viên Thuật Xưng Đế nè. Tuyên Chiến Đế Quốc Đại Hán và Viên. À, nó bắt mình phải Tuyên Chiến với Viên Thuật à. Á Đế Quốc Trưởng Thành. Nhưng mấu chốt là phải đảm bảo hoàng đế của ngài phải cao hơn địch thủ. À, nó cho mình vũ khí tinh xảo. À, thêm này thêm cái chức năng ân sủng hoàng đế gì nữa nè. Âm mưu triều đình.
hiện đang gây vị thế ảnh hưởng đến hoàng đế, nhận ân sủng hoàng đế để được lấy chức vị đấy. Ok, ta sánh ân sủng hoàng đế của ngài với các thế lực đã biết. À, còn tăng cả ân sủng à. Tặng cả ân sủng nè. Tốn 5 kim một vàng. Một khi ngài có ảnh hưởng đến quyết định của hoàng đế, ngài sẽ có khả năng thực hiện những hành động đặc biệt cũng như thực hiện những mối nhiệm vụ mới. Game này là Total War Three Kingdoms nha anh em. Game này chơi offline mà. Mod đó là mod luôn cả skill anh em ạ. Tôi thấy mấy cái đó rồi nhưng mà tôi không có mod, nó mất cái đi cái game chơi game nó không có hay nữa. À, bây giờ tôi phải làm gì để mà tôi tăng lên cái này? 40 cái này mà cái này tôi ở đâu có? Bấm vô này rồi. Cái nhà hành động này tôi không có mà. Trừ 8 tham nhũng nữa nè. À, thêm một cái này nữa. À, này à, dân tấu chương nè. Hạn ước nghệ nhân. Chiêu mộ nghệ nhân chiến xa. À, chiêu mộ chiến xa. Thằng hòn cái nó kêu mình chiêu mộ chiến xa nè. Ủa có mình thằng hòn cái hả? Bắt Tào Tháo, Tào Tháo bắt không đến là như họ à. Đâu làm gì được anh em, nhấp vào bản thân là được cộng làm sao được. Có nhiệm vụ anh em mà, có nhiệm vụ thánh chỉ là nó mới lên chứ. Nè. Cái này là giảm ăn sủng nè. Trừ 15 ăn sủng. Cái này tăng. Đúng rồi. À được nè. À, sao tăng được con cái vậy ta? Thánh chỉ thì chưa có. Tôi nâng bản này. Một hiệp định thương mại giao thương nữa này. Để tôi coi còn thằng nào giao thương không. Tôi là giao thương với lại thằng Tào Tháo, Duyên Thuật và thằng Lưu Sủng rồi. Tào Tháo, Duyên Thuật và Lưu Sủng. Bây giờ mình còn giao thương được với thằng nào nữa ta? Đổng Măng à. Đổng Măng thì còn giao thương nè. Là Samakha. Samakha cũng còn giao thương mà hình như con đường của tôi không tới được thì Samakha này. Hán Đế Quốc hình như bây giờ là không có đánh được với Hán Đế Quốc hả anh em? À có mà, mình có đánh với nó mà. Đánh với nó là làm sao mà thông thương với nó trời. Ổng trụ có một thành này à. Dương Lãng. Mười lợi mới được một lần à.
Ân sủng càng cao, hoàng đế sẽ ban phát thưởng cho anh. Trị an, giảm phí duy trì. À, trị an à. Không biết là bây giờ nên nâng một hiệp định hay không. Đó, coi nhánh này coi. Không thì tôi sẽ nâng nhánh công nghiệp. Công nghiệp hoặc là thương nghiệp. Cái xây dựng hầm mỏ. 100% nông nghiệp. Một vị trí thái thú. Chắc là nâng cái công nghiệp đi. Nâng công nghiệp. Bên này là ảnh hưởng giao thương. À 25 ảnh hưởng giao thương nè, cũng ngon nè. Cho mình thêm mấy lít nữa. Ảnh hưởng giao thương cho thêm cái loại nỏ này. Chơi bản này nghiện vậy. Cái ăn sủng mà thấp sẽ bị coi là hán tặc và bị rất nhiều thằng ghét. À đúng rồi anh em ạ. À. Thương nghiệp. Ảnh hưởng giao thương, mình cũng đang thương giao thương rất là nhiều. Giang hệ tương dương. Nâng một phát cao 3k7 là hết tiền luôn. Đây 3 tên, đây 2 tên. Nâng trước cái này đi. Để mình có tiền qua tiếp mình nâng cái này. Nữ nam. Cái quận này Trị An bị. Quận này cái này của thằng đó nó lấy à. Công nghiệp. Trong công nghiệp. Thu nhập từ các nguồn ấy. Sức chứa à? Thôi thôi, khỏi khỏi cái này để dành đi. Vây gia hải nơi, loạn sự suy định. Rồi, còn hai trận này. Rồi. Rồi, có lẽ bữa hôm nay chúng ta chơi ở đây thôi anh em ạ. Tối chúng ta sẽ chơi tiếp. Nâng nốt cái hồi quân quan trọng lắm à. Để tôi lưu xong rồi tôi ra tôi coi thử cái nào. Nốt cái hồi quân là cái là cái này à. 8 trừ 8 phí chiêu mộ trường thương bộ binh à. Cập 1 cộng 1 cấp bậc khởi đầu cho các bộ binh cận chiến à. À đó, 5 tên sau tôi sẽ nâng cấp cái này. Ê, rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Chúc tất cả các anh em có một buổi tối vui vẻ gia đình cùng gia đình và bạn bè nha nè. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại.